Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 155. Vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng, nhất định là không bình thường một ngày. Đám người có lẽ không nhớ được khai phủ lễ mừng là bực nào long trọng, nhưng một ngày này phát sinh sự tình, lại làm cho man hoang cổ cương người thật lâu vung đi không được. Dù là đi qua mấy ngàn trên vạn năm, cũng sẽ bị người người nói chuyện say xưa. Bởi vì vô tận thần phủ, chính là đứng ở hai đại đế vực cùng tám đại cổ vực vô tận thi cốt bên trên thành lập. Liền thánh đế cảnh cường giả, đều vẫn lạc mấy cái, đây là man hoang cổ cương, thậm chí nhân tộc 3.000 vực, trên vạn năm cũng chưa từng có sự tình. So với khai phủ lễ mừng chuyện lúc trước, khai phủ lễ mừng so ra mà nói, lại xem như 10 điểm bình thản. Tiêu Phàm cùng quý khách cộng ẩm, cũng tại chỗ tuyên bố một số người chức vị, khai phủ lễ mừng coi như kết thúc. Bất quá, để Tiêu Phàm hài lòng là, ở khai phủ lễ mừng sắp lúc kết thúc, lại là có 12 đại địa vực chủ động quy hàng, lựa chọn gia nhập vô tận thần phủ. Tiêu Phàm tự nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt, có cái này 12 đại địa vực gia nhập, vô tận thần phủ phạm vi thế lực, cũng đạt tới 60 cái địa vực, đã vượt qua trước đó vạn la đế vực một nửa. Tu La Điện, cũng bởi vậy đạt đến chưa từng có cường đại. Thời gian chậm rãi xói mòn, khoảng cách vô tận thần phủ khai phủ lễ mừng nửa tháng trôi qua thời gian, Tiêu Phàm trải sửa lại một chút vô tận thần phủ sự tình, liền tuyên bố bế quan. Trên thực tế, là Tiêu Phàm nhận được Lãng Thiên truyền âm, khoảng cách lần sau vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra chỉ còn lại có 1 năm rưỡi, hắn không muốn bỏ qua mà nói, nhất định phải nhanh chạy tới. Bằng không mà nói, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ vực, lại phải chờ lâu thời gian 3 năm. Bây giờ vô tận thần phủ đã đi lên quỹ đạo, thêm hơn nửa tháng trước khai phủ lễ mừng bên trên chấn nhiếp, cho dù là chung quanh các đại đế vực, cũng chưa chắc dám tìm vô tận thần phủ phiền phức, Tiêu Phàm rời đi cũng tương đối yên tâm. Một ngày này, Tiêu Phàm làm tốt sau cùng an bài, liền mang theo Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử rời đi. Về phần Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ, chỉ có thể tiếp tục tiến vào nhân tộc thí luyện cổ vực tu luyện, bất quá bọn hắn cũng không có lập tức rời đi. Vô tận thần phủ vừa mới thành lập, tự nhiên còn có thật nhiều vặt vãnh sự tình. Dãy núi lui lại, mây mù tiêu tán, một chiếc thần chu cực tốc bay lượn, nhanh đến mức cực hạn. Tiểu tử, người phương hướng này không phải chạy tới man hoang cổ thành A. Thần chu phía trên, Bạch Ma nhịn không được nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Có một chút sự tình muốn thuận tiện xử lý một chút. Tiêu Phàm gật gật đầu, đứng ở bong thuyền ngắm nhìn về phía chân trời, một đôi mắt, tựa như xem thấu thiên địa một dạng. Cái gì sự tình so tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ còn trọng yếu hơn? Bạch Ma buồn bực nói. Qua phía dưới ngươi sẽ biết, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Nói xong, thần chu tốc độ đột nhiên chậm lại, thời gian uống cạn chung trà về sau, một tòa phồn hoa thành chỉ in vào Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ. Thái Võ Cổ Thành, nhìn qua trên cửa thành phương mấy chữ, Bạch Ma hơi kinh ngạc. Nói, một dạng cũng chỉ có cổ cương thành chỉ có thể xưng là cổ thành A, cái này thái võ cổ vực thành trì, vậy mà cũng dám mang theo chữ cổ. Bởi vì cái này thái võ cổ thành, tồn tại 5 tháng, truyền thuyết so man hoang cổ thành còn phải xa xưa hơn. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ý vị thâm trường nói. Làm sao sẽ, Bạch Ma rõ ràng không tin. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trong cổ thành cái kia cổ lão bậc thang đá xanh, cùng trên thành trì phương minh mông ấn ký lúc. Hắn thì có mấy phần tin tưởng. Cái này qua cổ cổ thành, xác thực tồn tại vô số tuế nguyệt. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi thần chu, hắn lách mình liền ngồi xếp bằng đã hóa thân dài 1 trượng Ngọc Kỳ Tử trên lưng. Tiểu tử, lấy Kỳ Lân tộc làm thú cưỡi, người cũng coi là đại đế cảnh bên trong người thứ nhất. Bạch Ma không khỏi cảm khái nói. Một bên Ngọc Kỳ Tử nhếch miệng, lại cũng không dám dùng ngôn ngữ phản kích Bạch Ma. Mấy ngày trước đó hắn cùng Bạch Ma đối chiến qua, mặc dù Bạch Ma chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ, có thể năng lực của hắn lại cực kỳ đáng sợ, không bao lâu đem hắn áp chế ở hạ phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm ngăn đón, Bạch Ma trực tiếp liền đem Ngọc Kỳ Tử nuốt. Từ đó về sau, Ngọc Kỳ Tử liền cũng không dám lại tìm Bạch Ma phiền phức, chỉ có thể trong lòng thầm mắng. Kỳ Lân tộc làm thú cưỡi thì thế nào? Ta đã từng còn cầm trường sinh thú làm thú cưỡi đây. Tiêu Phàm lơ đễnh cười nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Ma lập tức trợn trắng mắt, Tiêu Phàm xác thực coi hắn làm qua tọa kỵ,
thân làm thần thú bảng xếp hạng thứ 19 tồn tại, trên đời này đoán chừng cũng chỉ có đã từng vô trần thiên cung cung chủ dám cầm trường sinh thú làm thú cưỡi. Mà Ngọc Kỳ Tử lại rõ ràng không tin, trường sinh thú đã biến mất vô số tuế nguyệt, một khi xuất hiện, cũng chắc chắn khuấy động một phương phong vân, như thế nào Tiêu Phàm có thể làm thú cưỡi. Bất quá hắn là tuyệt đối không dám nói ra, nếu là hắn biết rõ bên người Bạch Ma chính là trường sinh thú, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm ba người đã tới Thái Võ Cổ Thành cửa thành, Tiêu Phàm cũng đã biến hóa thành khác một khuôn mặt. Một người hai thú lách qua đám người, trực tiếp hướng trong thành đi đến, nhưng mà, lại bị mấy người ngăn cản đường đi. Muốn chết, Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy mấy cái thiên thần cảnh tu sĩ lại dám ngăn lại đường đi của hắn, lập tức vô cùng phẫn nộ. Đi vào, nhưng mà không chờ hắn động thủ, Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng liền truyền đến. Ngay sau đó một cổ vô hình áp lực đông kết hư không, bốn phía tu sĩ tất cả đều rơi ra đứng im tại nguyên chỗ. Khi bọn hắn rời đi về sau, thành tu sĩ canh cửa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bọn họ luôn cảm giác chuyện gì xảy ra, nhưng là bất kể như thế nào đều nghĩ không ra. À, người đâu, mấy cái kia thủ thành quân sĩ cũng là buồn bực không thôi, bọn họ làm thế nào biết, vừa mới có ba tôn đại đế từ trước mặt bọn hắn đi qua. Giờ phút này, Tiêu Phàm ba người đã tới một đầu náo nhiệt trên đường phố, Ngọc Kỳ Tử, nhớ kỹ về sau không muốn ở trước mặt ta đối với nhân tộc động thủ. Là, công tử, Ngọc Kỳ Tử gật gật đầu, không dám vi phạm Tiêu Phàm mệnh lệnh. Tiểu tử, lời này của ngươi cũng không đúng, vạn nhất có người muốn động thủ với hắn, chẳng lẽ hắn chỉ có thể đứng ở đó mặc cho đối phương khi dễ sao? Bạch Ma xem như thần thú, tự nhiên không đồng ý Tiêu Phàm ý nghĩ. Vậy liền chạy cho ta, Tiêu Phàm lạnh như băng nói. Bạch Ma trợn trắng mắt, nhất thời không biết nói gì, đành phải nói tránh đi, chúng ta tới nơi này làm gì. Cái này Thái Võ Cổ Thành, hình như là cổ gia địa bàn A. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói. Truyền văn Thiên Võ Cổ Vực là tiếp cận nhất đế vực cổ vực, cũng là dồi dào nhất cổ vực. Bạch Ma nhỏ giọng thì thầm, đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, cả kinh kêu lên, tiểu tử. Ngươi không phải là muốn đoạt cổ gia bảo bối a? Bạch Ma thanh âm không nhỏ, bốn phía tu sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng, nguyên bản náo nhiệt đường phố, trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm bọn họ một người hai thú trên người, trong mắt đều là kiêng dè. Khoảng cách Tiêu Phàm bọn họ bên cạnh tương đối gần tu sĩ, càng là liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, rời xa Tiêu Phàm bọn họ. Để tránh tai họa bất ngờ. Ai dám cướp ta cổ gia bảo bối? Mấy tức về sau, giọng nói lạnh lùng đánh vỡ bình tĩnh, lại là mấy cỗ cường đại khí tức hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí mãnh liệt mà đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu, theo nguồn thanh âm nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bào nam tử long hành hổ bộ đi tới, ánh mắt bên trong đều là vẻ ngạo mạn. Nhìn thấy bạch bào nam tử, Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Không sai. Tiêu Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương, chính là Cổ Nhược Trần ca ca Cổ Huyền Cơ. Ban đầu ở Bách Sát chiến trường bên trong, Cổ Nhược Trần không thể giết chết Cổ Huyền Cơ, để Cổ Huyền Cơ trốn được, không nghĩ tới vừa tới Thái Võ Cổ Thành, liền gặp được hắn. Các ngươi là người nào, dám đến ta Thái Võ Cổ Thành làm càn? Nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, Cổ Huyền Cơ càng phách lối hơn ương ngạnh lên, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm bị hắn vương bá chi khí dọa sợ. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, lại là không mắt nhìn thẳng Cổ Huyền Cơ một cái. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có đem Cổ Huyền Cơ để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói hiện tại. Bây giờ đừng nói là Cổ Huyền Cơ, chính là Cổ Huyền Cơ phụ thân Cổ Thần Long nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí, tôn xưng một tiếng Tiêu phủ chủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Phàm hiển lộ chân dung, đối phương có thể nhận ra. Nếu như không phải muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không thay đổi khuôn mặt cùng ẩn tàng khí tức, Cổ Huyền Cơ nơi nào còn dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Cha người đâu, Tiêu Phàm quét Cổ Huyền Cơ sau lưng hai người một cái, lúc này mới lên tiếng nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Cổ Huyền Cơ mấy người tu vi, Cổ Huyền Cơ bây giờ cũng là thần vương cảnh đỉnh phong, cũng không đột phá đại đế cảnh, nhưng khoảng cách đại đế cảnh chỉ có cách xa một bước. Về phần hắn sau lưng hai người, ngược lại là đại đế cảnh tu vi, cái này cũng từ khía cạnh chứng minh,
Thái võ cổ vực xác thực so tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, chí ít không phải bình thường cổ vực có thể so sánh. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, những người khác tất cả đều biểu tình vẻ quái dị, có người càng là khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này thật đúng là rất lớn gan, lại dám đùa bỡn đại thiếu chủ. Ha ha, đoán chừng hắn không thể sống mà đi ra Thái võ cổ thành, đại thiếu chủ tính tình các ngươi cũng không phải không biết. Đoạn thời gian trước, nghe nói cái kia nhị thiếu chủ lại trở về, hơn nữa đột phá đến đại đế cảnh, đã uy hiếp đến đại thiếu chủ địa vị. Đại thiếu chủ giờ phút này chính đang lửa giận sông não, lần này có trò hay để nhìn. Đám người vẻ mặt ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt kia, liền tựa như lại nhìn người chết một dạng. Quả nhiên, chỉ thấy Cổ Huyền Cơ sắc mặt tái xanh, thoạt nhìn hết sức băng lãnh, Tiêu Phàm không nhìn, hiển nhiên đã triệt để chọc giận hắn. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Cổ Huyền Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, quơ quơ tay phải, nói, bắt hắn lại cho ta. Bản thiếu gia hôm nay phải thật tốt đùa chơi chết hắn. Cổ Huyền Cơ cơ hồ là nhe răng trợn mắt hét ra, có thể nghĩ phẫn nộ của hắn. Mặc cho ai nghe được lời nói của Tiêu Phàm, cũng sẽ không bình tĩnh, nhất định sẽ tức giận không thôi. Hô, chỉ một thoáng, Cổ Huyền Cơ bên cạnh trong đó một cái đại đế cảnh lão giả lách mình mà ra, bỗng nhiên hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến, về phần Ngọc Kỳ Tử cùng Bạch Ma, thì là hoàn toàn bị hắn không để ý đến. A phun, mắt thấy cái kia đại đế cảnh lão giả một bàn tay sắp tới gần Tiêu Phàm thời khắc, một bên Bạch Ma bỗng hắt hơi một cái, sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Bạch Ma trong miệng phun ra một cổ khí chảy, hóa thành một cỗ to lớn gió lốc, trong nháy mắt bao lấy cái kia đại đế cảnh lão giả, sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão giả kia trực tiếp bay ngược mà ra, chớp mắt không thấy bóng dáng. Thật lâu. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giống như nhìn quái vật nhìn xem Bạch Ma. Một cái hắt xì, vậy mà liền đem một cái đại đế cảnh cường giả cấp hiên phi không thấy bóng dáng. Nếu như hắn là chân chính xuất thủ, lại có ai có thể là đối thủ của hắn? Cổ Huyền Cơ tức giận trên mặt đã biến mất, thay vào đó là vô tận sợ hãi, toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt lên. Đám người cũng rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Phàm phía trước câu nói kia. Người ta một đầu sủng vật đều yêu nghiệt như thế, cái kia thực lực bản thân lại là biết bao khủng bố. Lấy Tiêu Phàm thực lực, Cổ Huyền Cơ xác thực không tư cách cùng hắn nói chuyện, đối phương tìm hắn cha cũng rất bình thường. Tiền bối, Cổ Huyền Cơ run rẩy nhìn xem Tiêu Phàm, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Cha người đâu, Tiêu Phàm lần nữa mở miệng nói, thần sắc không hề bận tâm. Nếu như hắn muốn giết Cổ Huyền Cơ, căn bản không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lần này tới này, cũng là hắn nghe nói Cổ Nhược Trần đoạn thời gian trước về tới Thái Võ Cổ Thành, muốn làm mẫu thân hắn lấy lại công đạo. Tiêu Phàm chuẩn bị tiến về Man Hoang Cổ Thành, cũng liền thuận tiện đến một chuyến, cho Cổ Nhược Trần chỗ dựa là một mặt, nếu như có thể để Cổ Nhược Trần trở thành chủ nhà họ Cổ, vậy thì càng tốt hơn. Về phần trước mắt Cổ Huyền Cơ, tự nhiên do Cổ Nhược Trần tự mình xử lý. Ta, cha ta hắn ở Cổ Phủ. Cổ Huyền Cơ nhìn thấy Tiêu Phàm không có làm khó hắn ý tứ, lập tức cũng yên tâm không ít, vội vàng nói, vãn bối liền cho tiền bối dẫn đường. Ngươi không cần khẩn trương, ta thực sự là tới tìm cha ngươi. Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười nói. Là, Cổ Huyền Cơ giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, một bên vội vàng cho Tiêu Phàm dẫn đường, bên cạnh hắn cái kia đại đế cảnh tu sĩ cũng vội vàng đuổi theo. Ngược lại là cái kia bị Bạch Ma một cái hắt xì đánh bay đại đế cảnh tu sĩ, bọn họ lại không tiếp tục để ý. Bọn họ hiện tại chỉ muốn ổn định Tiêu Phàm, đừng để Tiêu Phàm nổi giận. Về phần tiếp xuống có cần hay không ứng phó Tiêu Phàm, liền không mắc mớ gì tới hắn, mà là Cổ gia cao tầng hẳn là nhức đầu sự tình. Tiêu Phàm ba cái đi theo Cổ Huyền Cơ rời đi, thật lâu, đám người chung quanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trên mặt vẫn như cũ khó nén chấn kinh chi sắc. Có một ít to gan tu sĩ, vậy mà lặng lẽ đi theo, muốn biết tiếp đó sẽ phát sinh chuyện gì. Có tình cảnh lúc trước, Cổ Huyền Cơ cũng không dám ở trước mặt Tiêu Phàm đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Cổ gia phủ đệ bên ngoài. Tiền bối, mời, Cổ Huyền Cơ làm một cái thủ thế, mang theo Tiêu Phàm tiến nhập Cổ gia phủ đệ, một bên mấy cái thủ vệ nhìn thấy Cổ Huyền Cơ khách khí như thế đối đãi một người, trong lòng kinh ngạc hết sức. Người này đoán chừng là đại thiếu chủ tìm đến ứng phó nhị thiếu chủ A, lần này nhị thiếu chủ sợ là càng thêm phiền toái.
chờ Cổ Huyền Cơ bọn họ rời đi, cái kia mấy người thuộc hạ truyền âm nghị luận lên. Tiêu Phàm tự nhiên không biết những cái kia cấp dưới suy nghĩ trong lòng, hắn đi theo Cổ Huyền Cơ tiến nhập Cổ gia đại đường, lại là nhìn thấy trong hành lang sớm đã có một đám người đang chờ bọn họ. Vừa mới Cổ Huyền Cơ một đường mang theo Tiêu Phàm tới đây, nhưng hắn cái kia đại đế cảnh cấp dưới lại là sớm chạy tới báo tin, Cổ gia người biết được bọn họ một cái đại đế cảnh bị đối phương một cái hắc xì đánh bay về sau, nơi nào còn dám do dự. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiến đến, một người cầm đầu ăn mặc trường bào màu vàng óng trung niên khôi ngô nam tử liền vội vàng cười tiến lên đón, nói, hoan nghênh các hạ xuống đây ta Cổ gia làm khách. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nhàn nhạt quét trung niên khôi ngô nam tử một cái, nói, ngươi chính là Cổ Thần Long. Chính là, không biết các hạ họ gì đại danh. Cổ Thần Long gật gật đầu, ánh mắt cũng là ở thỉnh thoảng đánh giá Tiêu Phàm ba cái, có thể để hắn kinh dị là, bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm ba người bọn hắn. Ta là ai, ngươi cũng không cần phải đã biết. Tiêu Phàm trực tiếp đi đến phòng khách thủ tọa bên trên ngồi xuống. Một màn này, để Cổ Thần Long lông mày nhíu lại, Cổ gia người càng là tức giận không thôi, thiếu chút nữa thì xông tới, bất quá lại bị Cổ Thần Long ngăn lại, sắc mặt khó coi nói các hạ tới đây đùa nghịch uy phong, sợ là đến nhầm địa phương a. Cũng khó trách Cổ Thần Long khó chịu, hắn dù sao cũng là đường đường cổ vực vực chủ, càng là đại đế cảnh cường giả, lại có thể cho phép người khác đến Cổ gia phủ đệ dương oai. Nếu như việc này bị người ta biết, vậy hắn Cổ gia lại còn có cái gì uy nghiêm? Nhìn thấy Cổ Thần Long tức giận, Tiêu Phàm cũng không tức giận, lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi lan can, cười nói, nơi này là Cổ gia a. Cổ Thần Long không biết Tiêu Phàm là ý gì, bất quá vẫn gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phải thì như thế nào? Đúng vậy, vậy đã nói rõ ta không đến nhầm. Tiêu Phàm tiếp tục mang theo nụ cười, chỉ là theo nói xong, trên mặt của hắn lại là trong nháy mắt phủ đầy sương lạnh, ta liền ở đây dương oai, ngươi lại muốn như nào? Ta liền ở đây dương oai, ngươi lại muốn như nào? Tiêu Phàm lời nói rất lạnh, cũng rất bá đạo, thậm chí còn mang theo một cỗ nhàn nhạt sát ý, con người đen nhánh nhìn chằm chằm Cổ Thần Long. Tựa như chỉ cần Cổ Thần Long dám động thủ, hắn cũng chuẩn bị đại khai sát giới một dạng. Cảm nhận được Tiêu Phàm khí thế trên người, Cổ Thần Long sắc mặt hơi đổi một chút, lại bị Tiêu Phàm cỗ khí thế kia chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Cổ Thần Long tu vi không thấp, chính là đại đế cảnh đỉnh phong, thực lực như vậy, đã có thể cùng một chút thông thường đế vực vực chủ chống lại. Nhưng mà, ở trước mặt Tiêu Phàm, Cổ Thần Long lại là khẽ động cũng không dám động. Dù là hắn đã nhìn rõ ràng Tiêu Phàm tu vi, cũng chính là bởi vì như vậy, nội tâm của hắn mới hết sức kinh ngạc, đã ẩn ẩn đoán được Tiêu Phàm thân phận. Phóng nhãn vạn la đế vực, ở đại đế cảnh hậu kỳ cảnh giới, có thể có cái này đáng sợ uy thế người, hoàn toàn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà khi Cổ Thần Long nhìn thấy Tiêu Phàm bên người Bạch Ma lúc, càng thêm khẳng định Tiêu Phàm thân phận. Vài ngày trước, Vô Tận Thần Sơn phát sinh sự tình, Cổ Thần Long cũng có nghe thấy, trong lòng tự nhiên là cực kỳ không bình tĩnh. Nhưng hắn không nghĩ tới, vị kia đem vạn la đế vực, thậm chí man hoang cổ cương quấy đến phong vân dũng động tiểu tử, vậy mà đi tới Thái Võ Cổ Thành, đứng ở trước mặt mình. Bất quá Cổ Thần Long cũng biết, Tiêu Phàm biến hóa thành mặt khác một khuôn mặt. Tự nhiên là không muốn kẻ khác biết rõ thân phận của hắn, Cổ Thần Long đành phải xem như không rõ ràng. Tất cả lui ra, thở sâu, Cổ Thần Long quay đầu nhìn về phía Cổ gia những người khác ra lệnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đám người hơi kinh hãi, không nghĩ tới Cổ Thần Long đột nhiên sẽ để cho bọn họ lui ra, chẳng lẽ trước mắt mấy người thân phận có lai lịch lớn hay sao? Cổ gia người tự nhiên là không dám vi phạm Cổ Thần Long mệnh lệnh, đành phải mang theo nghi hoặc rời đi. Chỉ chốc lát sau, trong hành lang chỉ còn lại có Tiêu Phàm ba cái cùng Cổ Thần Long một người, Cổ Thần Cảnh lấy tay vung lên, một màn ánh sáng lập tức bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cổ Mỗ gặp qua Tiêu phủ chủ, Cổ Thần Long xá một cái thật sâu, 10 điểm khẩn trương nói, còn mời Tiêu phủ chủ thứ tội. Tiêu Phàm đây chính là giết chết hướng vạn đạo, tiêu diệt hướng gia nhân vật. Cổ gia tuy mạnh, nhưng cũng không thể là hướng gia đối thủ, bằng không mà nói, Cổ gia đã sớm thủ tiêu hướng gia. Ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn nào dám có nửa điểm không tôn trọng. Phải biết, người sát thần này đoạn thời gian trước thế nhưng là tiêu diệt hai đại đế vực vực chủ, càng là bắt sống tám đại cổ vực vực chủ a.
Nếu là vạn nhất đắc tội hắn, Cổ gia hủy diệt, vậy hắn Cổ Thần Long nhưng chính là Cổ gia tội nhân. Cổ vực chủ không cần đa lễ. Tiêu Phàm cười khoát khoát tay, bất quá hắn bản thân lại ngồi ở thủ tọa bên trên không nhúc nhích, không có chút nào ý khách khí. Trong mắt của hắn quét mắt bốn phía, rồi mới lên tiếng, ta nghe Nhược Trần huynh trở lại Cổ gia, làm sao ta không thấy được hắn. Nhược Trần huynh, Cổ Thần Long nghe được ba chữ này, trong lòng run lên bần bật, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng kinh ngạc. Thân làm nhất vực chi chủ, Cổ Thần Long làm sao vẫn không rõ, Tiêu Phàm đây là cho Cổ Nhược Trần đến chỗ dựa đây. Nghĩ đến bản thân những ngày qua đối đãi Cổ Nhược Trần thái độ cùng thủ đoạn, Cổ Thần Long trong lòng cũng có chút hối hận. Bất quá, hắn dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả tối đỉnh, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói, Nhược Trần đoạn thời gian trước trở về, không cẩn thận bị thương nhẹ, đang ở tĩnh dưỡng, ta đây liền kêu hắn. Thụ thương, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh, sợ không phải đơn giản như vậy a. Tiêu Phàm thế nhưng là có thể cùng Cổ Nhược Trần dùng truyền âm ngọc phù câu thông. Mấy ngày trước đây hắn còn dùng truyền âm ngọc phù cho Cổ Nhược Trần nhắn lại, có thể vẫn không có lấy được Cổ Nhược Trần hồi phục. Nếu như Cổ Nhược Trần chỉ là bị thương nhẹ mà nói, không có khả năng thời gian dài như vậy không hồi phục bản thân. Cổ Thần Long trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, không đợi hắn mở miệng, Tiêu Phàm liền đứng dậy, nói ta cũng lười chờ, mang ta qua xem một chút đi. Cũng không đợi Cổ Thần Long phản ứng, Tiêu Phàm liền hướng lớn đường bên ngoài đi đến. Màn sáng kia trận pháp, với hắn mà nói hoàn toàn giống như không có gì. Cổ Thần Long sắc mặt biến hóa, trần chờ chốc lát, vội vàng đi theo. Ngoại giới, đám người nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Cổ Thần Long đi ra, nhất là nhìn thấy Cổ Thần Long trên mặt thần sắc lo lắng thời khắc, trong lòng càng thêm không hiểu. Cổ Thần Long đứng ở bên người Tiêu Phàm, lại là không có cho Tiêu Phàm dẫn đường ý nghĩa. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng có chút khó chịu. Nếu như Cổ Thần Long không phải Cổ Nhược Trần phụ thân, Tiêu Phàm đã sớm một tát đi lên. Trầm ngâm chốc lát, Tiêu Phàm ánh mắt chuyển hướng Cổ gia những người khác, tức giận nói, có ai biết Cổ Nhược Trần ở chỗ nào? Cổ gia đám người trong lòng kinh ngạc hết sức, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm là tới tìm Cổ Nhược Trần, hơn nữa nghe Tiêu Phàm tức giận giọng điệu, cái này rõ ràng là tìm đến Cổ Nhược Trần phiền toái a. Trong lúc nhất thời, có một ít trưởng lão trên mặt lập tức lộ ra khó chịu, cũng không quá nguyện ý cho Tiêu Phàm dẫn đường. Ngược lại là Cổ Huyền Cơ, trên mặt tràn đầy nụ cười, chủ động tiến lên phía trước nói, tiền bối, ta biết hắn tại đây. Dẫn đường, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều phun ra một chữ. Cổ Thần Long nghe được Cổ Huyền Cơ mà nói, thiếu chút nữa thì không một cái tát tát chết hắn, nhưng làm hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Cổ Huyền Cơ đã mang theo Tiêu Phàm không thấy bóng dáng. Nếu như Cổ Huyền Cơ biết rõ, Tiêu Phàm căn bản không phải tìm đến Cổ Nhược Trần phiền phức, mà là đến giúp đỡ Cổ Nhược Trần, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mau đi theo, các trưởng lão khác cũng lập tức lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng đi theo. Ai Cổ Thần Long thật sâu thở dài một hơi, trong giọng nói đều là vẻ bất đắc dĩ, nên đến, cản cũng cản không được. Lại nói Tiêu Phàm bị Cổ Huyền Cơ dẫn tới Cổ gia phủ đệ chỗ sâu một chỗ động phủ bên ngoài. Một cỗ lạnh ý nhào tới trước mặt, để Tiêu Phàm cũng nhìn không được hiện nổi da gà lên. Tiền bối, Cổ Nhược Trần giờ phút này chính ở trong Hỏa Uyên băng quật, đoán chừng hiện tại đã không sai biệt lắm chết rồi, không cần tiền bối tự mình động thủ. Cổ Huyền Cơ trên mặt đều là vẻ lấy lòng. Nhưng mà, Tiêu Phàm nghe nói như thế, lại là sắc mặt tái nhợt, một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra. Cổ Huyền Cơ còn tưởng rằng Tiêu Phàm sát ý là nhằm vào Cổ Nhược Trần, lập tức cười nói, này Hỏa Uyên băng quật, băng hỏa hai loại thiên, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, tiền bối cứ yên tâm đi. Lan, Tiêu Phàm tất cả phẫn nộ, đều hóa thành một chữ, cuồn cuộn sát ý từ trên người hắn biện pháp mà ra, đáng sợ sát cơ tập trung vào Cổ Huyền Cơ. Phốc, Cổ Huyền Cơ phun ra một ngụm máu tươi, trên người tức thì bị sát khí xuyên thủng. Máu tươi chảy ngang, cả người bay ngược ra mấy chục trượng, trọng trọng đập rơi trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Cổ Huyền Cơ nằm mơ đều không nghĩ đến, người trước mắt chính là Tiêu Phàm, căn bản chính là cùng Cổ Nhược Trần cùng một bọn. Nghe được Cổ Huyền Cơ nhìn có chút hả hê bộ dáng, Tiêu Phàm cũng nhìn không được nữa sát ý trong lòng, ánh mắt của hắn lạnh lùng hướng về trước mắt một chỗ động phủ, băng hàn tới cực điểm.
Nếu để cho Cổ Nhược Trần tiến vào trước mắt cái này cái gọi là hỏa nguyên băng quật, chỉ là vì nhường hắn lịch luyện, Tiêu Phàm sẽ không tức giận. Nhưng từ Cổ Huyền Cơ trong giọng nói, Tiêu Phàm có thể nghe ra, bọn họ để Cổ Nhược Trần tiến vào hỏa nguyên băng quật, rõ ràng là muốn để hắn đi chịu chết a. Tiêu Phàm khá hơn nữa tính tình, cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Vừa mới chạy đến cổ thần long đám người, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí lạnh lẽo, lại nhìn thấy nơi xa hôn mê bất tỉnh Cổ Huyền Cơ, đều không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Tiêu, các hạ, Huyền Cơ nếu có chỗ đắc tội ngươi, còn mời. Cổ thần long đã không lo được Cổ Huyền Cơ thương thế, hắn chỉ muốn Tiêu Phàm có thể dập tắt lửa giận trong lòng. Chỉ là không đợi hắn nói xong, liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, nói, ngươi câm miệng cho ta, Cổ Nhược Trần chẳng lẽ không phải con của ngươi sao, hắn liền nhất định đáng chết. Tiêu Phàm hai mắt đỏ bừng, băng lãnh thấu xương sát cơ bao phủ cổ thần long, bốn phía hư không đã nổi lên xương lạnh, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống hơn mấy chục độ. Loại này lạnh, lạnh nhập cốt tủy, so với kia hỏa nguyên băng quật bên trong hàn ý càng thêm băng lãnh. Cổ thần long nheo mắt, hắn không nghĩ phát sinh sự tình. Cuối cùng vẫn là đã xảy ra, Tiêu Phàm tới đây, thật là cho Cổ Nhược Trần báo thù. Có số ít trưởng lão nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trên mặt lộ ra kinh ngạc, bọn họ nháy mắt, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này chuyển hướng. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Phàm là tới tìm Cổ Nhược Trần phiền toái đây, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên là vì Cổ Nhược Trần mà đến. Mấu chốt là, Cổ Thần Long có vẻ như còn vô cùng kiêng kỵ người trước mắt. Điều này cũng làm cho đám người càng hiếu kỳ hơn Tiêu Phàm thân phận. Ta, Cổ Thần Long trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Người Cổ ra sự tình, ta không muốn tham dự, nhưng ai nếu dám đối bằng hữu của ta bất lợi, cho dù là Thiên Vương lão tử, tiểu gia cũng trước làm thịt lại nói. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng Cổ Thần Long một cái. Nói xong, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, liền một đầu xông vào cái kia bên trong hỏa nguyên băng quật. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái lưu tại bên ngoài, phòng bị hướng về Cổ gia đám người. Cổ thần long trên mặt che kín băng xương, nhưng phía sau lưng của hắn cũng là bị mồ hôi ướt đẫm, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm dọa cho. Hắn cũng hiểu bao nhiêu qua Tiêu Phàm làm người, Tiêu Phàm có thể nói ra lời như vậy, nếu như Cổ Nhược Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối sự tình gì đều có thể làm ra. Gia chủ, nhanh đi cứu Nhược Trần. Nhược Trần đã ở bên trong ngốc một tháng, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc kiên trì phải lâu như vậy a. Đúng vậy a gia chủ, Nhược Trần tuổi còn trẻ liền đột phá đến đại đế cảnh, thế nhưng là ta Cổ gia tương lai hy vọng, có lẽ ta Cổ gia có thể lại hiện ra đã từng huy hoàng. Nếu như toàn lực đào tạo, Nhược Trần đoán chừng đã sớm đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, đáng tiếc a, năm đó. Nguyên một đám trưởng lão lộ ra lo lắng, chỉ nói là đến chuyện năm đó lúc. Đám người vội vàng ngậm miệng không nói, tựa như sợ chọc giận Cổ Thần Long. Cổ gia người đều biết rõ, Cổ Thần Long cùng đại bộ phận trưởng lão, cũng là nghĩ đến để Cổ Huyền Cơ kế thừa gia chủ tương lai vị trí, dù sao Cổ Huyền Cơ thực lực cũng không yếu. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, Cổ Thần Long cùng một cái nha hoàn sinh nhi tử, vậy mà vượt qua dòng chính Cổ Huyền Cơ. Tuyệt không có khả năng, ta Cổ gia, chỉ có đích hệ huyết mạch mới có thể kế thừa vị trí gia chủ. Cổ Nhược Trần tuyệt đối không thể. Không sai, ta Cổ gia cao quý huyết thống, không thể ô nhiễm, lại có thể để một cái tỷ nữ nhi tử đảm nhiệm Cổ gia gia chủ, chẳng lẽ các ngươi muốn cho ta Cổ gia bị người phỉ nhổ sao? Việc này, lão hủ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mặt khác đại bộ phận trưởng lão vội vàng phản bác, bọn họ cũng không muốn một cái tỷ nữ nhi tử đảm nhiệm Cổ gia gia chủ, đây chẳng qua là để Cổ gia bị người khác chê cười. Ai không đáp ứng, đứng ra cho ta. Lúc này, động phủ bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bá đạo, trong chớp mắt, một vệt sáng từ giữa bên cạnh chui ra, hóa thành hai bóng người rơi vào trước mắt mọi người. Cổ gia đám người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm đã vậy còn quá mau ra đây, phải biết, đây chính là hỏa nguyên băng quật a. Đừng nói bọn họ, chính là Cổ Thần Long cũng có chút không tin, bởi vì cho dù là hắn... Đi vào đi ra cũng ít nhất phải thời gian uống cạn chung trà. Mà Tiêu Phàm, lại là mấy thời gian 10 hơi thở mà thôi. Từ giờ trở đi, Cổ Nhược Trần là Cổ gia duy nhất gia chủ người thừa kế, các ngươi không đáp ứng. Tiêu Phàm hai mắt quét ngang, lạnh lùng quét mắt toàn trường. Ngươi tính là thứ gì,
ta Cổ gia gia chủ người thừa kế, khi nào đến phiên ngoại nhân cua tay múa chân? Có người khó chịu Tiêu Phàm thái độ, lập tức phản bác. Không sai, Cổ Nhược Trần chẳng qua là tỷ nữ còn thừa, có tư cách gì đảm nhiệm Cổ gia gia chủ? Đây là tổ tiên quyết định quy củ, không có người có thể phản bác. Nguyên một đám Cổ gia trưởng lão đứng dậy, lạnh lùng căm tức nhìn Tiêu Phàm, thiếu chút nữa thì ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cười gằn nói tốt, rất tốt. Cái này chính là các người rõ ràng không muốn để cho Cổ Nhược Trần đảm nhiệm gia chủ, lại làm cho hắn tiến vào cái này Hỏa Uyên băng quật bên trong chịu chết lý do sao. Dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào một bên đã trở thành băng điêu Cổ Nhược Trần, sắc mặt trở nên khó coi dị thường. Từ những người này trong miệng, Tiêu Phàm đã biết được sự tình đại khái qua. Cổ Nhược Trần sớm tại mấy tháng trước liền trở về Cổ gia, chỉ bất quá, Cổ gia căn bản là không có tiếp nhận hắn, ngược lại đối với hắn một trận chế nhạo. Đồng dạng, Cổ Nhược Trần cũng không phải là vì muốn lấy được Cổ gia tán thành, hắn chỉ muốn cho mẫu thân mình đòi lại một con đường, trừng phạt năm đó hãm hại mình Cổ Huyền Cơ. Nhưng Cổ gia cũng vẫn như cũ không để ý tới, Cổ Nhược Trần cũng không tính là Cổ gia người, bọn họ căn bản là không có tất yếu để ý tới. Cuối cùng, có một cái trưởng lão đưa ra, chỉ cần Cổ Nhược Trần có thể thông qua Hỏa Uyên băng quật khảo nghiệm, ở bên trong kiên trì 3 tháng, liền đáp ứng yêu cầu của hắn, thậm chí có thể cho hắn trở thành gia chủ người thừa kế. Rơi vào đường cùng, Cổ Nhược Trần khẽ cắn môi, đáp ứng điều kiện này, dù là hắn biết rõ Hỏa Uyên băng quật nguy hiểm dị thường, muốn thông qua khảo nghiệm không khác cửu tử nhất sinh. Nếu như hại chết không phải là hắn Cổ gia người, Cổ Nhược Trần cũng sẽ không sợ ném chuột vỡ mình, nói đến cùng, trong cơ thể hắn chảy cũng là Cổ gia chi huyết, hắn đương nhiên sẽ không hủy diệt toàn bộ Cổ gia. Mà hắn nghĩ giết chết Cổ Huyền Cơ, cũng đồng dạng là rất nhiều trưởng lão sẽ không đáp ứng sự tình, Cổ Thần Long cũng cái thứ nhất không đáp ứng, cho nên hắn chỉ có thể đáp ứng điều kiện của bọn hắn, chịu đựng Hỏa Uyên băng quật khảo nghiệm. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đoàn vô tận chi hỏa rơi vào cái kia băng điêu phía trên. Mấy hơi thở thời gian liền đem hàn băng hòa tan sạch sẽ, lộ ra bên trong Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm nhũn, kém chút ngã trên mặt đất, lại bị Tiêu Phàm đỡ lên. Một cái trưởng lão nhìn thấy một màn này, lập tức cười lạnh, hảo một cái Cổ Nhược Trần, người dám liên hợp người ngoại lai, mưu ta Cổ gia gia chủ vị trí. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Theo trưởng lão kia nói xong. Cũng không biết từ nơi nào toát ra có một ít người, 16-17 người trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bọn họ vây ở trung ương. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là, những người này vậy mà đều là đại đế cảnh tu vi. Có ý tứ, Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cười ta nói, truyền văn thái võ cổ vực chính là vạn la đế vực phía dưới cường đại nhất cổ vực, đã không kém gì đế vực, hôm nay vừa vặn mở mang kiến thức một chút. Chờ chút, nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Cổ Thần Long sắc mặt đại biến. Hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm thân phận, Tiêu Phàm liền thánh đế cảnh tiền kỳ cường giả cũng dám giết, há lại sẽ đem những cái này đại đế cảnh tu sĩ để ở trong mắt. Có lẽ, căn bản không cần Tiêu Phàm động thủ, bên người hắn hai đầu này sủng vật, cũng đủ để diệt đi Cổ gia. Gia chủ, người chẳng lẽ muốn cho ta Cổ gia tùy ý một ngoại nhân khoa tay múa chân sao? Cầm đầu người trưởng lão kia phẫn nộ nói. Căn bản không cho Cổ Thần Long phản bác chỗ trống. Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi muốn Cổ gia diệt tộc sao? Cổ Thần Long cau mày, cũng là sắc mặt bất thiện hướng về đối diện trưởng lão. Trưởng lão kia chính là Cổ gia đại trưởng lão, ở Cổ gia vô luận địa vị hay là tu vi, đều chỉ yếu tại Cổ Thần Long, đồng dạng, hắn cũng là đứng ở Cổ Thần Long bên này. Thế nhưng là, hôm nay, hắn lại không quá gật bừa Cổ Thần Long phương pháp xử trí. Bản thân Cổ gia thiếu chủ bị người đả thương, hắn chẳng những thờ ơ, lại còn muốn lên trước cầu xin tha thứ. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là tới làm nhiễu Cổ gia trước gia chủ, cái này khiến bọn họ đối Tiêu Phàm càng thêm phẫn nộ. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là, Cổ Thần Long lại còn muốn ngăn cản bọn họ, cái này khiến bọn họ làm sao tiếp nhận. Chỉ bằng hắn, cũng có thể để cho ta Cổ gia diệt tộc. Cổ gia đại trưởng lão 10 điểm khinh thường. Cũng khó trách hắn tự tin như vậy, Cổ gia đại đế cảnh đỉnh phong đều có hai cái, cho dù là bình thường đế vực cũng không cần e ngại, há lại sẽ sợ một cái hôi sữa chưa càn tiểu tử. Cổ Thần Long nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt lúc, vô cùng nóng nảy,
nhưng hắn lại không dám nói ra Tiêu Phàm thân phận chân chính. Trong lòng của hắn đem đại trưởng lão nổi giận mắng mất trăm lần, đường đường đại đế cảnh đỉnh phong, thậm chí ngay cả điểm ấy nhãn lực đều không có, người nhà dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ còn nhìn không ra Tiêu Phàm tu vi sao? Phóng nhãn vạn la đế vực, trẻ tuổi như vậy đại đế cảnh hậu kỳ, lại có mấy người? Giết hắn, cổ thần long còn muốn ngăn cản, có thể cổ gia đại trưởng lão lại là không kịp chờ đợi muốn diệt sát Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, cái kia 16-17 người bỗng nhiên xông tới, cuồn cuộn sát khí vỡ nát hư không, 10 cái đại đế cảnh tu sĩ công kích, cũng không phải ăn chay. Dừng tay, cổ thần long kêu to, đáng tiếc đã không kịp. Cái này 16-17 cái đại đế cảnh, đã toàn lực công kích Tiêu Phàm, hoàn toàn là không lưu chỗ trống, hắn hiện tại chỉ chờ mong, Tiêu Phàm có thể hạ thủ lưu tình. Tuyệt ma ấn, Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia 16-17 cái đại đế cảnh đánh tới. Lại là không chút hoang mang, bóp tay đánh ra từng đạo phức tạp thủ ấn. Chỉ một thoáng, ở sau lưng hắn bỗng xuất hiện 9 đạo to lớn ma ảnh, có cầm trong tay ma đao, có nắm lấy ma thương, có nắm lấy ma kiếm. 9 đạo ma ảnh, tán phát khí thế bá đạo vô cùng, mỗi tu vi cá nhân vậy mà đều không kém gì đại đế cảnh hậu kỳ, nhất là trên người tán phát khí tức, càng là liền đại đế cảnh đỉnh phong đều kém xa tít tắp. Cổ thuật, cổ gia đại trưởng lão kinh hô một tiếng, trên mặt vậy mà hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Các trưởng lão khác thấy thế, cũng là vô cùng kinh hãi, phải biết, kiến thức cổ gia, bây giờ cũng không có một môn hoàn chỉnh cổ thuật a, trước mắt người trẻ tuổi này vậy mà có được. Lui, vội vàng thời khắc, cổ gia đại trưởng lão vội vàng hét lớn, trước tiên hướng phía sau thối lui. Lui đi đâu đây, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, lời còn chưa dứt. 9 đạo ma ảnh bỗng lóe lên, trong nháy mắt đem 16-17 cái đại đế cảnh cường giả bao vây lại. Gần như đồng thời, 9 đạo ma ảnh giơ lên trong tay ma binh, hung hăng hướng về cổ gia đại đế cảnh cường giả đập xuống. Tuyệt ma ấn, chính là đồ ma tam ấn bên trong đệ tam ấn, 9 tôn ma ảnh đều xuất hiện, uy lực tuyệt luân, dù là đại đế cảnh đỉnh phong, cũng phải đẫm máu. Thực lực của những người này mạnh nhất cũng là cái kia đại trưởng lão. Những người khác là đại đế cảnh hậu kỳ một lần tu vi, lại làm sao có thể ngăn cản được tuyệt ma ấn đây? Không muốn, cổ thần long kêu to, trong mắt đều là tuyệt vọng. Những người này nếu là tử vong, đối cổ gia mà nói thế nhưng là trọng đại đả kích, tương đương với trừ đi cổ gia một nửa nội tình. Cho dù là những cái kia đồng ý để cổ Nhược Trần trở thành cổ gia gia chủ trưởng lão, cũng không muốn những người kia bị chém giết, bất kể như thế nào, bọn họ đều là cổ gia tinh anh. Nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới bọn hắn, 9 đạo ma ảnh cùng nhau rơi xuống, vô tận ma khí cuồn cuộn, che mất phương viên vài dặm phạm vi. Đây là Tiêu Phàm khống chế kết quả, bằng không mà nói, cổ gia đoán chừng đều muốn bị hủy đi. Oanh một tiếng nổ vang, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm đầy trời, sau đó bị vô số hư vô loạn lưu thôn phệ, thật lâu, khắp nơi mới khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có cái kia ma khí vẫn như cũ liền ở quay cuồng. Cổ thần long đám người nín thở ngưng thần hướng về ma khí bên trong, vắng lặng một cách chết chóc. Chỉ chốc lát sau, ma khí biến mất, rốt cục bộc lộ ra bên trong tất cả, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người 7 nâng cao 8 lật nằm trên mặt đất, máu me khắp người, chỉ có thể nghe được hơi yếu hô hấp. Không chết, cổ thần long đám người trên mặt lộ ra nét mừng, ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về Tiêu Phàm nhìn tới. Tí tí, lực đạo không nắm giữ tốt, kém một chút. Lần tiếp theo, ta nhất định nắm giữ tốt lực đạo. Tiêu Phàm tự nhủ. Đám người khóe miệng giật một cái, bất quá bọn hắn cũng đều minh bạch, đây là Tiêu Phàm cố ý thả những người này một ngựa, nếu không lấy Tiêu Phàm vừa rồi một kích kia uy lực, đã đủ để diệt đi cổ gia đại trưởng lão bọn họ. Về phần lần tiếp theo, bọn họ lại còn dám có lần nữa. Nếu để cho Tiêu Phàm tiếp tục xuất thủ, đoán chừng chết cũng không phải là đại trưởng lão bọn họ ở những người này, cổ gia người đều muốn chết một mảng lớn. Một bên cổ Nhược Trần cũng là trợn to hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tinh quang lấp lóe, kinh ngạc nói, ngươi là. Tiêu Phàm chỉ là cười gật gật đầu, cũng không có để cổ Nhược Trần nói toạc ra thân phận của hắn. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía toàn trường cổ gia trưởng lão, nói, bây giờ còn có người phản đối sao? Yên tâm. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Rất dễ nói chuyện sao?
Cổ gia các vị trưởng lão khóe miệng có chút co lại, tiểu tử ngươi một lời không hợp liền động thủ giết người, đây chính là cái gọi là rất dễ nói chuyện sao. Nếu như lại có người phản đối, đoán chừng ngươi liền trực tiếp động thủ giết người rồi a hát. Ta đồng ý Cổ Nhược Trần trở thành Cổ gia gia chủ người thừa kế. Một vị trong đó trưởng lão mở miệng nói, hắn vốn là không phản đối, hiện tại tự nhiên không có lý do để phản đối. Ta cũng đồng ý, mấy người khác cũng gật gật đầu. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười nhìn xem mấy người kia, bất quá cái này rõ ràng không phải muốn những người này đáp án, mà là phải Cổ Thần Long cùng Cổ gia đại trưởng lão bọn họ những cái này phản đối người đáp án. Cổ gia đại trưởng lão máu me khắp người, nhưng vẫn như cũ còn duy trì thanh tỉnh, vừa mới đã trải qua tử vong phía trước khủng bố, hắn nơi nào còn dám phản đối. Ta đồng ý, Cổ gia đại trưởng lão cắn răng nói. Cổ gia trưởng lão không thể không phải đáp ứng, vừa rồi Tiêu Phàm một kích kia, đã để hắn thụ trọng thương, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu như không đáp ứng, chẳng lẽ Tiêu Phàm sẽ còn buông tha mình sao? Đáp án là không thể nào, tất nhiên không phản kháng được, liền chỉ có thể chịu đựng, đây chính là phần lớn người lựa chọn. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Cổ Thần Long trên người, Cổ Thần Long xem như nhất gia chi chủ, ý của hắn gặp mới là trọng yếu nhất. Nếu như Cổ Thần Long phản đối, đó chính là bọn họ toàn bộ đồng ý, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cổ Thần Long biểu tình xoắn xuýt, con mắt nhìn xa xa Cổ Huyền Cơ một cái, cuối cùng rơi vào Cổ Nhược Trần trên người. Hai cha con bốn mắt tương đối, lại là không có quá nhiều tình cảm, hoàn toàn liền như là người xa lạ. Cổ Thần Long chưa từng có để mắt Cổ Nhược Trần đứa con trai này, lấy cái tên này, cũng là đem Cổ Nhược Trần xem như bụi bặm một dạng đối đãi, căn bản liền sẽ không coi trọng. Lúc trước Cổ Huyền Cơ hãm hại Cổ Nhược Trần sự tình, hắn Cổ Thần Long không biết sao. Cổ Thần Long tự nhiên biết rõ, chỉ bất quá hắn vì sao giữ gìn Cổ Huyền Cơ, chỉ có thể hy sinh Cổ Nhược Trần, thậm chí hại chết Cổ Nhược Trần mẫu thân. Dù là về sau Cổ Thần Long đem Cổ Nhược Trần đưa vào huyết u tuyệt địa, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Trong mắt hắn, Cổ Nhược Trần chẳng qua là hắn say rượu phạm vào một sai lầm mà thôi, thậm chí là hắn chỗ bẩn. Nhưng bây giờ, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, Cổ Nhược Trần đã đạt đến hắn lúc tuổi còn trẻ đều không có đạt tới độ cao. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, Cổ Nhược Trần cũng chắc chắn vượt qua hắn, đây cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm gì sự tình. Hơn nữa, hắn còn có Tiêu Phàm người bạn này, tiền đồ sau này, cũng xa xa không phải hắn Cổ Thần Long có thể so sánh. Từ hôm nay, từ Cổ Nhược Trần đảm nhiệm Cổ gia gia chủ vị trí. Cổ Thần Long thở sâu, tựa như làm một cái chật vật quyết định một dạng. Lời này vừa nói ra, đám người hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Cổ Thần Long để Cổ Nhược Trần trở thành Cổ gia gia chủ người thừa kế như vậy đủ rồi, thật không nghĩ đến, Cổ Thần Long vậy mà trực tiếp đem Cổ gia gia chủ vị trí nhường cho Cổ Nhược Trần. Cổ Nhược Trần cũng có một chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ có Tiêu Phàm vẫn như cũ trên mặt lấy nụ cười, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem Cổ Thần Long. Cổ Thần Long nói xong câu nói mới vừa rồi kia, tựa như cả người đều dễ dàng không ít, ngay sau đó vừa nhìn về phía Cổ Nhược Trần nói, bất quá, ta có một cái điều kiện. Nói thật, ta đối Cổ gia gia chủ vị trí không có bất kỳ cái gì hứng thú, cho nên ngươi điều kiện kia, có thể không cần nói. Cổ Nhược Trần thân thể vẫn như cũ có chút suy yếu, bất quá nói chuyện lại là chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Cổ Thần Long nghe vậy, cả người tựa như già mấy chục tuổi, thở thật dài. Mặc dù hắn rất ít quan tâm tới đứa con trai này, nhưng biết con không khác ngoài cha, Cổ Thần Long ít nhiều cũng lý giải Cổ Nhược Trần làm người. Mẫu thân hắn bởi vì Cổ Huyền Cơ mà chết, hắn là bất kể như thế nào cũng sẽ không buông qua Cổ Huyền Cơ. Cổ Thần Long cái kia chưa từng nói ra được điều kiện, cũng chỉ là muốn dùng vị trí gia chủ, đem đổi lấy Cổ Huyền Cơ một mạng. Nhưng không đợi hắn nói ra, Cổ Nhược Trần liền trực tiếp cự tuyệt. Cổ gia một đám trưởng lão cũng lộ ra khổ sáp, bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến, bọn họ trong miệng cái kia cao cao tại thượng Cổ gia gia chủ vị trí, căn bản không có bị Cổ Nhược Trần để ở trong mắt. Cổ Nhược Trần từ đầu đến cuối, cũng chỉ là muốn cho mẹ của mình trầm oan đắc tuyết mà thôi. Cũng liền ở Cổ Thần Long thất lạc thời khắc, Cổ Nhược Trần thanh âm lại vang lên, Cổ Huyền Cơ có thể không cần chết. Nghe nói như thế,
Cổ thần long bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ nhược trần, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, cổ nhược trần lại lạnh như băng nói, nhưng là, ta sẽ phế hắn thần vương cảnh tu vi. Phế hắn thần vương cảnh tu vi, cũng chính là phế bỏ hắn nội thiên địa, từ nay về sau, cổ huyền cơ vẻn vẹn chỉ là một cái cổ thần cảnh tu sĩ, lại cũng không được tiến thêm. Tạ, cổ thần long gật đầu một cái, kết quả này, đối với hắn mà nói, đã là kết quả tốt nhất, từ nay về sau, hắn liền phụng dưỡng ở bên cạnh ta, chỗ nào cũng sẽ không đi. Câu nói này, lại là cổ thần long đối cổ nhược trần cam đoan, nói cách khác, về sau cổ huyền cơ lại không bất cứ cơ hội nào làm sự tình khác, càng thêm không có khả năng mưu đoạt cổ gia gia chủ vị trí. Cổ nhược trần nhàn nhạt gật đầu, hắn đã từng nghĩ tới triệt để phế bỏ cổ huyền cơ tu vi, có thể bởi như vậy còn không bằng giết chết hắn. Đã như vậy, vậy liền giữ lại hắn cổ thần cảnh tu vi, thọ nguyên cũng có thể đạt tới vài vạn năm, hơn nữa còn có cổ gia phù hộ, so với cổ huyền cơ đã từng làm sự tình mà nói, hắn đã kiếm lợi lớn. Từ hôm nay, cổ nhược trần vì cổ gia gia chủ, bất luận kẻ nào không được phản đối, nếu không giống như kiếm này. Cổ thần long lạnh lùng nhìn xem cổ gia một đám trưởng lão, tiện tay đem một thanh trường kiếm nghiền nát. Bái kiến gia chủ, một đám trưởng lão nào dám phản đối, tất cả đều quỳ một chân xuống đất, cung kính cúi đầu nói. Ta nói, ta đối cổ gia gia chủ không có hứng thú. Cổ nhược trần vẫn như cũ có chút lạnh lùng. Chỉ là không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm thanh âm liền vang lên, nhược trần, nếu là các vị trưởng lão nguyện vọng, ngươi liền tác thành cho bọn hắn a. Cổ nhược trần nghe được lời nói của Tiêu Phàm, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Phàm ý nghĩa, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển, nói, bất quá đã các ngươi đều thành tâm bái ta vì gia chủ, vậy ta tạm thay cổ gia gia chủ vị trí. Đám người một trận oán thầm, lúc nào cổ gia gia chủ vị trí, đã đến như thế không đáng giá tiền trình độ. Nhưng lại không dám nói thêm cái gì, có Tiêu Phàm cái kia sát tinh ở, ai dám ngoi đầu lên đắc tội Tiêu Phàm đây. Hiện tại, ta lấy cổ gia gia chủ mệnh lệnh các ngươi làm hai chuyện. Cổ nhược trần thần sắc nghiêm lại, nói, đệ nhất, từ hôm nay, khôi phục mẫu thân của ta danh tiếng. Đây là nên làm, các vị trưởng lão gật gật đầu, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không đáng kể chút nào sự tình. Hơn nữa, lúc trước cổ gia phần lớn người cũng biết chuyện cụ thể qua, chỉ là bọn hắn không dám đắc tội cổ huyền cơ mà thôi. Đệ nhị, từ hôm nay, thái võ cổ vực, gia nhập vô tận thần phủ. Cổ nhược trần lại trịnh trọng nói. Gia chủ, cái này tuyệt đối không thể, ta. Có một cái trưởng lão khá là kích động, trực tiếp quát to. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, thanh âm liền đột nhiên ngừng lại, các trưởng lão khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm vị trí. Chỉ thấy Tiêu Phàm khuôn mặt chậm rãi phát sinh biến hóa, biến thành dáng dấp ban đầu, người ở chỗ này tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ đến, cái này xâm nhập cổ gia người, lại chính là vô tận thần phủ phủ chủ. Mà bọn họ, còn muốn ngăn cản cổ nhược trần ý nghĩ, để thái võ cổ vực gia nhập vô tận thần phủ, đây không phải chọc giận Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm nếu là dưới cơn nóng giận tiêu diệt cổ gia, vậy bọn hắn coi như hối hận cũng không kịp. Lúc này, cổ nhược trần lại là quỳ một chân xuống đất, cung kính bái nói, cổ gia gia chủ cổ nhược trần, bái kiến phủ chủ. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm tất nhiên lộ ra diện mục thật sự, hiển nhiên là muốn thay hắn trấn nhiếp cổ gia đám người. Quả nhiên, sau một khắc, cổ gia một đám trưởng lão do dự mấy hơi thở thời gian, bao quát cổ thần long ở bên trong, tất cả đều quỳ một chân ở Tiêu Phàm trước mặt, hô to phủ chủ. Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới hài lòng cười gật gật đầu, thái võ cổ vực chuyến đi, cũng không có nhường hắn thất vọng, vô tận thần phủ, lại thêm một vực. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ ngươi đi về sau, cổ gia phản bội sao? Bạch Ma ghé vào thần chu bong thuyền. Lười biếng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Khoảng cách cổ nhược trần trở thành cổ gia gia chủ đã qua hơn nửa tháng, Tiêu Phàm ở Thái Võ Cổ Thành dừng lại 3 ngày, liền rời đi. Cổ gia người nếu là đều cùng cổ nhược trần như vậy có cốt khí, vậy cũng tốt. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Kỳ thật Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, cổ gia sự tình sẽ thuận lợi như vậy. Nếu như cổ gia người, đều cùng cổ nhược trần một dạng ngông nghênh khí thế. Tiêu Phàm cũng sẽ không thực trắng trợn giết chóc, dù sao cổ gia dù sao cũng là cổ nhược trần gia tộc. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cổ gia người như thế sợ chết,
cũng liền ngay từ đầu Cổ gia đại trưởng lão nhường hắn tìm tới một tia niềm vui thú mà thôi. Về phần Cổ gia phản bội, Tiêu Phàm hoàn toàn không ở cân nhắc bên trong, Cổ gia lại không biết hắn chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ. Coi như biết rõ, Cổ Thần Long bọn họ cũng không dám chọc giận Vô Tận Thần Phủ, dù sao, bây giờ Thái Võ Cổ Vực đã thần phục Vô Tận Thần Phủ. Tiêu Phàm đã truyền âm cho Quân Nhược Hoan, không bao lâu, Quân Nhược Hoan liền sẽ phái người tới xử lý Thái Võ Cổ Vực sự tình. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không phải cái gì cũng không làm, lúc trước ở trong Vô Trần Thiên Khuyết lấy được kia mấy tôn đại đế cảnh hậu kỳ thần điêu, đã cho Cổ Nhược Trần. Đó cũng là, Cổ gia trở mặt tỷ lệ quá nhỏ, bọn họ cũng không có đầy đủ thực lực. Bạch Ma gật đầu một cái. Ngọc Kỳ Tử, người tới điều khiển thần chu. Tiêu Phàm đem thần chu giao cho Ngọc Kỳ Tử, liền không tiếp tục để ý hai người bọn họ, tiến nhập khoang thuyền bên trong. Muốn đuổi tới Man Hoang Cổ Thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đến, chí ít cũng cần hơn nửa năm. Tiêu Phàm cũng là không vội, khoảng cách vạn tộc thí luyện cổ lộ truyền tống trận mở ra, còn có 1 năm 3 tháng thời gian, hắn có đầy đủ thời gian đuổi tới Man Hoang Cổ Thành. Bây giờ đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ cũng có một đoạn thời gian, hắn tu vi đã triệt để ổn định lại. Hiện tại, Tiêu Phàm đã chuẩn bị hướng về đại đế cảnh đỉnh phong bước vào. Dù sao, nhân tộc thí luyện cổ lộ trên đại đế cảnh cường giả đều khắp nơi đều là, huống chi vạn tộc thí luyện cổ lộ đây. Lấy hắn thực lực, quả thật có thể quét ngang nhân tộc thí luyện cổ lộ trên tu sĩ, nhưng vạn tộc yêu nghiệt biết bao nhiêu, Tiêu Phàm cũng không có đầy đủ tự tin. Nếu như có thể đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, vậy hắn năng lực tự vệ lại muốn tăng cường gấp bội. 1 năm thời gian, mau chóng đem cổ pháp 3000 thế giới tu luyện tới đệ tam trọng đại thiên thế giới, đáng tiếc, không có đầy đủ thần huyết, bằng không mà nói, ta trước tiên có thể tu luyện tu la đệ ngũ biến. Trở lại khoang thuyền, Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Hắn lại tại tu la truyền thừa bên trong tìm một chút cổ pháp cùng cổ thuật, có thể những cái kia cổ thuật cùng cổ pháp uy lực, lại là để Tiêu Phàm có chút thất vọng. Từ khi tu luyện tu la cửu biến, đồ ma tam ấn cùng thánh côn bảo thuật loại này cổ thuật về sau, hắn đối với những khác cổ thuật đã không có quá nhiều hứng thú. Đồng dạng, tu luyện 3000 thế giới cùng thần linh trảm thiên kiếm hai loại cổ pháp về sau, mặt khác bình thường cổ pháp cũng không pháp nhãn hắn. Tiêu Phàm cũng hết sức rõ ràng, cổ pháp cùng cổ thuật ở tinh, mà không tại nhiều. Đương nhiên, Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực, trừ bỏ lĩnh ngộ 3000 thế giới bên ngoài, còn đang không ngừng dung luyện cửu u chi khí. Đột phá đại đế cảnh hậu kỳ hắn trọn vẹn dung luyện hơn 3000 nguyên khí số, Tiêu Phàm đã không cách nào tưởng tượng, mình nếu là đột phá đại đế cảnh đỉnh phong, lại cần dung luyện bao nhiêu khí số. Nếu là đổi lại những người khác, cho dù là dung luyện 3000 nguyên khí số, cho dù ngày đêm không thôi, một mực tu luyện tới chết cũng không nhất định có thể qua làm đến. Lại càng không cần phải nói muốn đột phá đại đế cảnh đỉnh phong cần dung luyện khí số, cho dù liền Tiêu Phàm chính mình cũng không chắc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 1 năm thời gian, đối với đại đế cảnh mà nói, cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt, bình thường một lần bế quan, đều ít nhất là mấy năm tính lên, lớn lên mà nói, nhiều đến mấy trăm năm cũng không nhất định. Một ngày này, Tiêu Phàm mở bừng mắt ra, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ. Toàn thân không khỏi hiện nổi da gà lên. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt bao phủ thần chu, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra chấn thế đồng quan, xoay người đã trốn vào trong đó. Gần như đồng thời, một cỗ kia cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt nghiền ép lấy hư không, lại là nhìn thấy từng đạo huyết sát chi khí triệt để đem hư không ma diệt, cái gì đều không lưu lại. Cũng đúng lúc này, xa xa một ngọn núi phía trên, đứng đấy mấy chục đến đạo nhân ảnh, ánh mắt lạnh như băng hướng về vùng hư không kia. Cái này hơn 10 người, mỗi người đều mặc y phục dạ hành, bọc lấy khuôn mặt, hoàn toàn thấy không rõ mảy may, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong, lại là lộ ra một cỗ thấu xương lạnh ý. Bọn họ lạnh lùng hướng về nơi xa đầy trời kiếm khí màu đỏ ngòm tung hoành hư không, trong con ngươi không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Nhị tiểu thư, nếu là giết Tiêu Phàm, đồ đạc của chúng ta chẳng phải là không cầm về được. Trong đó một cái hắc bào nhân quét nơi xa bạo loạn hư không một cái, ngay sau đó cung kính nhìn xem một người cầm đầu hắc bào nhân nói.
hắn nếu là dễ dàng chết như vậy, đó cũng không phải là Tiêu Phàm. Cầm đầu hắc bào nhân không u thanh âm vang lên, nhìn không ra là nam hay là nữ. Bất quá từ vừa mới hắc bào nhân kia xưng hô bên trong có thể nghe được, cầm đầu hắc bào nhân này, hẳn là một nữ tử. Hơn nữa bọn họ những người này trên thân đặc thù huyết sát chi khí, không khó đoán ra thân phận của bọn hắn, hẳn là Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ không thể nghi ngờ. Tên vương bát đản nào, dám ám toán lão tử. Lúc này, cái kia hư vô loạn lưu bên trong một tiếng nổi giận truyền ra, lại là nhìn thấy một đầu bạch sắc sư tử cùng một đầu bạch sắc kỳ lân chật vật vọt ra. Hai người bọn họ không phải người khác, chính là Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử, chỉ là hai người thời khắc này trạng thái không phải rất tốt, toàn thân máu me đầm đìa, có địa phương càng là sâu thấy được tận xương. Vừa rồi cái kia hủy diệt tính công kích mặc dù không có muốn tính mạng của bọn hắn, nhưng là để bọn hắn bị thương nặng, khó trách Bạch Ma tức giận như vậy. Tiêu Phàm đây, cầm đầu hắc bào nhân trong mắt lóe lên vẻ sát ý, lạnh giọng hỏi. Là các ngươi đám này tiểu vương bát đản ám toán lão tử là a? Chết hết cho ta a! Bạch Ma căn bản không phản ứng cầm đầu hắc bào nhân, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác hướng về đối diện hơn 10 người đánh giết đi. Vừa mới kém chút bị những người này giết chết không nói, bọn họ lại còn dám đến chất vấn bản thân, cái này khiến Bạch Ma làm sao không giận đây. Cầm đầu hắc bào nhân không hề bị lay động, nâng lên cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, bên cạnh hắn lập tức phi ra 10 người, đánh về phía Bạch Ma. Đồng thời, mặt khác 10 người, lại là đánh tới Ngọc Kỳ Tử. Về phần cầm đầu hắc bào nhân, ánh mắt của nàng lại là nhìn chằm chằm vào phiến kia hư vô loạn lưu, không muốn bỏ qua bất cứ chuyện gì. Thật lâu, phiến kia hư vô loạn lưu chậm rãi biến mất, hư không khôi phục, khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, lại là không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Tiêu Phàm, cút ra đây, nếu không ta hiện tại liền giết bọn hắn. Cầm đầu hắc bào nhân lạnh lùng hướng về phía trước nói, nàng vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm đã bị bọn họ giết chết. Hư không yên tĩnh rồi mấy hơi thở thời gian, liền khi cầm đầu hắc bào nhân chuẩn bị tức giận thời khắc, hư không bỗng một thanh âm vang lên. Ta tưởng là ai, không nghĩ tới là Bích Lạc Hoàng Tuyền cản đường quỷ. Theo này thoại âm rơi xuống, ở mấy trăm trượng hư không bên trong, lăng không nhiều hơn một bóng người. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ con người hơi hơi co rụt lại, bọn họ vậy mà không có người nào biết rõ đối diện người kia là như thế nào xuất hiện. Nếu như đối phương muốn giết hắn môn, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đối diện người kia tự nhiên không phải người khác, chính là mới vừa rồi đã trốn vào trấn thế đồng quan bên trong Tiêu Phàm, so với Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử, Tiêu Phàm lại là lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như sự tình gì đều không phát sinh. Vừa rồi cỗ kia lực lượng hủy diệt, căn bản không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cũng chính là bởi vì như vậy, đám người trong lòng mới càng thêm chấn kinh. Bọn họ không biết Tiêu Phàm ở dưới tình huống đó, là như thế nào bình an vô sự sống sót. Tiêu Phàm, người cho rằng có được trấn thế đồng quan, liền có thể hộ ngươi một đời sao? Cầm đầu hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, dù là biết rõ Tiêu Phàm trên người có được trấn thế đồng quan, nàng cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra nồng nặc khinh thường. Những người khác hiểu thông suốt tới, khó trách Tiêu Phàm có thể mới vừa rồi một kích kia có thể sống sót. Nguyên lai là đã trốn vào trấn thế đồng quan. Trấn thế đồng quan dù sao cũng là thái cổ thần giới 10 đại chí bảo bài danh thứ 3 tồn tại, cho dù là hư hại, nhưng chống đối bọn họ những người này liên hợp công kích vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Dù là có được trận pháp gia trì, cũng không làm gì được Tiêu Phàm. Bất quá bọn hắn không hiểu là, cầm đầu hắc bào nhân vì sao tự tin như vậy, liền có được trấn thế đồng quan Tiêu Phàm đều như vậy chẳng thèm ngó tới. Chí ít, bằng các ngươi những cái này phế vật, còn giết không được ta. Tiêu Phàm cũng là hơi hơi ngoài ý muốn, hắn thật không biết, hắc bào nhân này đến cùng dũng khí từ đâu tới. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, cố ý để ý, linh hồn chi lực lặng yên thả ra, phòng bị hướng về bốn phía. Ta là không giết được ngươi, nhưng có là người có thể giết chết ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đem không nên thuộc về ngươi đồ vật giao ra. Cầm đầu hắc bào nhân âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp. Ta nếu không giao đây, Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Hắn sớm đã đoán được những người này là vì những cái kia thần thi mà đến, chỉ bất quá hắn là không thể nào giao ra. 49 cỗ kia thần thi thể bên trong ẩn chứa cửu u chi khí,
đối với Vô Tận Thần Phủ mà nói, quá mức chân quý. Nếu như không phải sợ Bích Lạc Hoàng Tuyển ứng phó Vô Tận Thần Phủ, Tiêu Phàm đã sớm đem những cái kia thần thi lưu tại Vô Tận Thần Sơn, dù sao, có được những cái này thần thi, Vô Tận Thần Phủ liền sẽ không thiếu khuyết đại đế cảnh cường giả. Không giao, liền chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tiêu Phàm hậu phương truyền đến, hư vô truyền đến một trận nhàn nhạt chấn động, chỉ một thoáng, Tiêu Phàm thật giống như bị một con rắn độc tập trung vào một dạng. Một sát na kia, Tiêu Phàm trái tim đều nhảy tới cổ họng, hàn khí càng là từ trên lòng bàn chân thăng đỉnh đầu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Phàm thi triển cực tốc hướng về phía trước chui ra, nhưng mà, cỗ kia hàn ý vẫn như cũ không giảm mảy may. Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn đều bị tập trung vào đồng dạng, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Hắn dư quang càng là nhìn thoáng qua, gặp được một cái điểm sáng màu đỏ ngòm tại hư không bộc phát, đâm thẳng mi tâm của hắn mà đến. Trốn, căn bản không tránh khỏi. Một cái kia huyết sắc quang điểm tốc độ quá nhanh, hoàn toàn vượt quá Tiêu Phàm nhận thức. Phốc phốc, huyết sắc quang điểm trong nháy mắt chui vào Tiêu Phàm mi tâm, đó là một chuôi huyết sắc tế kiếm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương cùng sắc bén, để cho người ta làn da có chút đau nhức. Tiêu Phàm, Bạch Ma kêu to, biến hóa bất thình lình, liền hắn đều không phản ứng kịp. Bạch Ma hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người dám đi đánh lén Tiêu Phàm, hơn nữa còn bị hắn thành công, đây cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Ta nói qua, bắt ta Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật, vậy cũng phải có mệnh hưởng. Nơi xa cầm đầu hắc bào nhân cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Những hắc bào nhân khác cũng như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm, bọn họ rất rõ ràng vừa mới xuất thủ người nọ là ai. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng ở người kia ám sát phía dưới, tuyệt không cơ hội còn sống. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai người ra sức bắn vọt, có thể 10 cái kia hắc bào nhân thực lực cũng không yếu, trong đó còn có mấy cái đại đế cảnh đỉnh phong, trong lúc nhất thời hoàn toàn xuất thủ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm mi tâm bị một chuôi tế kiếm xuyên thủng, trên mặt còn duy trì phía trước vẻ kinh hãi. Ở Tiêu Phàm sau lưng, đứng đấy một người mặc hắc sắc trang phục nam tử, một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, đôi mắt xung quanh mang theo một quyền hắc sắc, giống như rất lâu không ngủ qua cảm giác tạo thành mắt gấu mèo. Sắc mặt của hắn càng là cực kỳ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc nào, tóc dài màu đen rối tung mà xuống, cho người ta một loại 10 điểm bệnh trạng cảm giác. Nhưng mà, ai cũng không dám khinh thường hắn, vừa rồi cái kia tuyệt sát nhất kiếm, đúng là hắn thi triển ra. Liền Tiêu Phàm bậc này thực lực người, vậy mà đều đào thoát không xong, có thể nghĩ hắn mạnh mẽ và kinh khủng. Cái này chính là các ngươi trong miệng người kia, cũng chỉ đến như thế, lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn vang lên, thanh âm kia, dường như đến từ cửu u địa vực, làm cho lòng người gan phát lạnh, toàn thân hiện nổi da gà lên. Dứt lời, hắc sắc trang phục nam tử không có rút về tế kiếm, mà là tiến lên một tay bấm Tiêu Phàm cổ, khịt mũi coi thường nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ vật ngươi đều dám động, thật là chán sống. Ta xem ngươi mới chán sống rồi. Đột nhiên, bị hắc sắc trang phục nam tử bóp cổ Tiêu Phàm tà tà cười một tiếng, ngay sau đó trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Bạo, theo bạo chữ rơi xuống, Tiêu Phàm đột nhiên nổ tung, hóa thành năng lượng cuồng bạo chấn động quét sạch 4 phương 8 hướng. Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ nhìn thấy một màn này, con người kịch liệt run một cái, co cẳng liền hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng mà, tốc độ của bọn hắn căn bản không có cái kia năng lượng cuồng bạo chấn động nhanh. Phần lớn người đều bị cỗ lực lượng kia tung bay, có mấy cái thấp giai tu vi người, tức thì bị nổ thành bột mịn. Khoảng cách Tiêu Phàm gần nhất bệnh trạng nam tử cùng cầm đầu hắc bào nhân, cũng đứng mũi chịu sào, bị cái kia hủy diệt tính năng lượng ba động đánh bay, bất quá hai người thực lực rõ ràng không yếu, vẻn vẹn chỉ là phế phủ chấn động một chút mà thôi. Cầm đầu hắc bào nhân trên mặt khăn che mặt bị cái kia năng lượng ba động tung bay, lộ ra một dung nhan tuyệt mỹ, như bảo thạch hai mắt, hơi hơi nhô lên mũi ngọc tinh xảo, mặt trái xoan. Nhất là da thịt tuyết trắng, còn như là dương chi ngọc, lộ ra vi huân hồng nhuận phơn phớt, càng là có một phen đặc biệt phận vị. Trên mặt của nàng lộ ra nhàn nhạt kinh hoàng, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, mặt như băng xương, giống như băng sơn mỹ nhân, vạn năm không thay đổi, tránh xa người ngàn dặm. A, à, này cũng bất tử. Lúc này, hư không một thanh âm vang lên, lại là trên không trung,
đột nhiên toát ra một bóng người. Tiêu Phàm, Bích Lạc Hoàng Tuyền tu sĩ mãnh kinh, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm lại còn sống sót. Hơn nữa, trên người hắn nơi nào có nửa điểm bị thương bộ dáng, chẳng lẽ trước đó bị đâm trúng mi tâm, không phải Tiêu Phàm sao? Tiêu Phàm, tuyệt mỹ nữ tử kia thần sắc lạnh như băng nhìn xem Tiêu Phàm, cực kỳ không cam lòng nói, người vậy mà tránh thoát tất sát nhất kích. Tất sát nhất kích, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, nghiền ngẫm cười nói, nếu như là tất sát nhất kích, ta há lại sẽ sống sót đứng ở chỗ này. Các ngươi cũng quá xem trọng hắn một kích kia, ngươi là làm sao tránh khỏi. Bệnh trạng nam tử híp hai mắt, cũng không có tức giận, ngược lại có chút hiếu kỳ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm mặc dù trên miệng khinh thường bệnh trạng nam tử cái kia kinh hồn một đòn, có thể Tiêu Phàm trong lòng lại là hết sức kinh ngạc, thậm chí có chút không bình tĩnh. Vừa rồi đối phương xuất thủ thời khắc, hắn liếc mắt liền nhìn ra tu vi của đối phương, có lẽ chỉ là đại đế cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Phàm cũng không phải lần đầu tiên cùng đại đế cảnh đỉnh phong giao thiệp, nhưng hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng sợ như vậy sát thủ. Cái kia quỷ dị thủ đoạn ẩn giấu, vậy mà lặng yên không tiếng động đến gần hắn, không phải Tiêu Phàm tự đại, linh giác của hắn đồng cảnh giới bên trong dám xưng đệ nhị, tuyệt đối không người dám xưng đệ nhất. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị đối phương tới gần, còn bị đối phương đắc thủ, có thể nghĩ bệnh này thái nam tử đáng sợ. Đây quả thực là một người trời sinh sát thủ. Ở cái kia nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn đều bị một kiếm kia khóa chặt, muốn chạy trốn căn bản liền không khả năng. Bất quá cũng may Tiêu Phàm có được linh hồn phân liệt năng lực, trong nháy mắt đó, hắn phản ứng cực nhanh, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Bởi vì trước sau góc độ duyên cớ, bệnh trạng nam tử cũng không có phát hiện. Bệnh trạng nam tử một đòn có được khóa chặt linh hồn năng lực, Tiêu Phàm linh hồn phân liệt, hắn sát kiếm cũng khóa chặt cách hắn sát kiếm hơi gần linh hồn phân thân. Mà Tiêu Phàm, lại là thi triển thời không thuấn di năng lực rời đi tại chỗ, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Nếu như Tiêu Phàm lại trần chờ trong nháy mắt, đoán chừng hắn nghĩ thi triển linh hồn phân liệt năng lực cùng thuấn di thần thông cũng rất không có khả năng sống sót. Nghe được bệnh trạng nam tử, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một nụ cười, trước đó, các ngươi không giới thiệu một chút bản thân sao? Cái kia tuyệt mỹ nữ tử thân phận, Tiêu Phàm đã đoán được một chút, hẳn là lúc trước hai lần đuổi giết hắn tên sát thủ kia, có thể từ trong tay hắn đào thoát, liền đủ để chứng minh đối phương bất phàm. Bất quá để Tiêu Phàm cảm thấy hứng thú hơn là cái kia bệnh trạng nam tử, bậc này ám sát thủ đoạn, liền hắn đều không thể không bội phục. Hoa Thiên Thụ, bệnh trạng nam tử nhàn nhạt phun ra mấy chữ, giờ khắc này, hắn cũng không dám nữa khinh thường Tiêu Phàm, hai người ngược lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hoa Thiên Ngữ, tuyệt mỹ nữ tử cũng mở miệng nói, Tiêu Phàm, người đừng nghĩ lôi kéo làm quen, đem thần thi giao ra, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ. Thiên Thụ Thiên Ngữ, tên rất hay, Tiêu Phàm mỉm cười, lại là đến con mắt đều không nhìn tuyệt mỹ nữ tử một cái. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt có thể làm chủ, hẳn là cái bệnh này thái nam tử, lập tức cười cười nói, ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Nhìn thấy Tiêu Phàm ngậm miệng không nói thần thi sự tình, Hoa Thiên Ngữ lập tức tức giận hết sức, ngực run lên một cái, tức giận nói, Tiêu Phàm, ngươi đừng nghĩ rảo biện, ngươi cho rằng ngươi giả mạo Hoàng Tuyền sứ giả. Người không biết quỷ không hay sao? Hoa Thiên Ngữ đúng không, cơm có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được, ta nếu muốn đồ đạc của các ngươi, không cần giả mạo. Tiêu Phàm cười lạnh nói. Kỳ thật hắn cũng biết, Hoa Thiên Ngữ là có thể khẳng định hắn cướp đi thần thi sự tình, bởi vì lúc trước chính là hắn cướp đi Hoa Thiên Ngữ Hoàng Tuyền sứ giả lệnh bài. Hoa Thiên Ngữ lệnh bài, cùng với những cái khác Hoàng Tuyền sứ giả lệnh bài, thế nhưng là bất đồng. Tiêu Phàm lời nói rất bá đạo, dù sao đánh chết hắn cũng sẽ không chủ động thừa nhận, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ ít lấy vô tận thần phủ năng lực, còn không cách nào cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền chống lại. Tiêu Phàm đúng không, tất nhiên ngươi không thừa nhận cướp đi thần thi, vậy liền lấy ba lần làm hẹn. Đột nhiên, bệnh trạng nam tử Hoa Thiên Thụ duỗi ra ba ngón tay, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, nhìn thấy Hoa Thiên Thụ trên mặt đánh nụ cười tà dị. Hắn trong lòng có chút bồn chồn. Hôm nay ám sát, tính một lần. Hoa Thiên Thụ tiếp tục nói, ta sẽ còn ám sát ngươi hai lần, nếu là giết ngươi, ngươi thứ ở trên thân về ta, nếu là ngươi có thể bất tử, Bích Lạc Hoàng Tuyền sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền phức.
Hoa Thiên Thụ nói xong, không đợi Tiêu Phàm đáp ứng, liền lấy tay vung lên, mang theo Hoa Thiên Ngữ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Không đến thời gian một hơi thở, Bích Lạc Hoàng Tuyền những sát thủ khác, cũng đều biến mất hết, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiêu Phàm lông mày đều vặn thành chữ xuyên, cái này Hoa Thiên Thụ thật đúng là không phải bình thường tự tin, chẳng lẽ hắn thực ba lần bên trong có thể giết chết bản thân sao? Không thể không nói, Tiêu Phàm đều có chút thưởng thức cái này Hoa Thiên Thụ, người này cũng không có hung hăng càn quấy, cùng mình chính diện giao phong. Làm một cái chân chính sát thủ, bình thường là không sẽ cùng một cái thực lực không kém gì hắn người chính diện giao phong, đó cũng không phải sợ, mà là sát thủ bản tính. Hiển nhiên, Hoa Thiên Thụ làm một cái sát thủ, hắn sát thủ đặc tính, đã xâm nhập đến tận xương tủy. Lúc này, Tiêu Phàm lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự nhủ, có ý tứ, ta sẽ không lại cho ngươi hai lần cơ hội. Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi lần này có thể phiền toái. Lúc này, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử Phế đi qua, trên mặt lộ ra lo lắng, cái này Bích Lạc Hoàng Tuyền sát thủ thật giống như thuốc cao da chó. Hiện tại ngươi bị dính vào, đoán chừng nghĩ bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chẳng lẽ hắn còn có thể đi theo ta tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ sao? Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Nơi này đã ở vào man hoang cổ thành giáp danh, Bích Lạc Hoàng Tuyền người đoán chừng cũng là biết mình chuẩn bị tiến về vạn tộc thí luyện cổ lộ tin tức, mới có thể lựa chọn ở chỗ này bố trí mai phục. Lần này ám sát Tiêu Phàm thất bại, không bao lâu Tiêu Phàm liền sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, há lại sẽ lo lắng Hoa Thiên Thụ ám sát. Coi như Hoa Thiên Thụ có thể ám sát hắn, vậy cũng phải có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ mới được. Dù sao ngươi phải cẩn thận một chút, ta nghe nói Bích Lạc Hoàng Tuyền giết người, là sẽ không chừa thủ đoạn nào. Bạch Ma nhắc nhở, những năm này, hắn cũng biết một chút liên quan tới Bích Lạc Hoàng Tuyền tin tức. Ta đã biết. Tiêu Phàm mặt ngoài không đem Hoa Thiên Thụ lời nói để ở trong lòng, nhưng trong lòng vẫn là đưa cho chính mình cảnh tỉnh, về sau bản thân còn phải chú ý nhiều hơn mới được. Chính hắn cũng là sát thủ, biết rõ lúc nào động thủ dễ dàng nhất thành công, có cái này kinh nghiệm ở, Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Bạch Ma còn muốn nói điều gì, có thể Tiêu Phàm đã ngồi ở Ngọc Kỳ Tử trên lưng hướng về man hoang cổ thành bay đi, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ đành đi theo. Nghĩ đến rất nhanh liền có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, Bạch Ma nội tâm cũng có chút chờ mong. Không bao lâu, Tiêu Phàm một chuyến liền đến Bách Sát Các, Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm đến, vội vàng đem Tiêu Phàm dẫn tới chỗ ở, nói, lão đệ a, ngươi lần này thế nhưng là đâm cái sọt lớn. Phiền phức Lãng đại ca, Tiêu Phàm đắng chát cười nói, hắn cũng biết, diệt đi vạn la đế vực cùng thiên vân đế vực cho man hoang cổ cương mang đến ảnh hưởng rất lớn. Ta ngược lại thật ra không thế nào phiền phức, bất quá các chủ cùng đại trưởng lão, lại nói cho ngươi không ít lời hữu ích, lúc này mới không để hoang gia người động thủ. Lãng Thiên đắng chát cười nói. À, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Lãng Thiên cho chính mình nói chuyện thì cũng thôi đi, Hứa Vân Minh cùng La Thông Thiên lại làm sao có thể cho mình nói chuyện. Lãng đại ca, có phải hay không có chuyện gì à? Vô sự mà ân cần. Không phải lừa đảo tức là đạo trích, Tiêu Phàm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Lãng Thiên cười ha ha, nhìn thấy Tiêu Phàm thẳng như vậy sảng khoái, hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng. Hắn cầm bình trà lên, cho Tiêu Phàm rót một chén trà, thở dài nói, lão đệ mắt sáng như đuốc a, một lần này, quả thật có sự kiện muốn cho ngươi hỗ trợ. Lãng đại ca mời nói, Tiêu Phàm cũng không khách khí, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lãng Thiên dừng một chút, hỏi, lão đệ, người có từng nghe nói qua vạn tộc đổ vực chi chiến? Cũng có nghe qua, Tiêu Phàm chi tiết gật đầu. Vạn tộc đổ vực chi chiến, chính là các đại chủng tộc ở giữa một loại đánh cược, phe thắng, có thể được phe thua địa vực. Mà những cái kia không liền nhau địa vực, là có thể cùng chủng tộc khác trao đổi. Cái này cái gọi là vạn tộc đổ vực chi chiến, là bởi vì lúc trước chiến trường ở Thái Cổ Thần Giới. Cho Thái Cổ Thần Giới tạo thành cực lớn tai nạn, cho nên về sau mới chuyển tới vạn tộc thí luyện cổ lộ. Đồng dạng, nguyên bản cao cấp nhất có thể là thánh đế cảnh chiến đấu, hiện tại chỉ là đại đế cảnh chiến đấu mà thôi. Thứ nhất có thể xúc tiến các đại chủng tộc ở giữa cạnh tranh, thứ hai, cũng có thể giảm bớt chủng tộc ở giữa tổn thất. Nghe qua liền tốt, Lãng Thiên cười cười,
nói các chủ ý nghĩa, là muốn cho ngươi đại biểu man hoang cổ cương xuất chiến vạn tộc đổ vực chi chiến. Ta hiện tại không phải liền là man hoang cổ cương người sao? Tiêu Phàm không biết vì sao, nghi hoặc nhìn Lãng Thiên nói. Không, ngươi bây giờ chỉ là một người tộc, có thể đại biểu năm đại cổ cương. Lãng Thiên lại là lắc đầu, sau đó cùng Tiêu Phàm giải thích một phen. Nguyên lai, năm đại cổ cương mặc dù nắm trong tay nhân tộc 3.000 vực, nhưng năm đại cổ cương cũng không phải là tưởng tượng như vậy hòa thuận, ngược lại lẫn nhau căm thù. Kể từ đó, các đại cổ cương ở vạn tộc đổ vực chi chiến bên trong nếu là thua địa vực, cái khác cổ cương đương nhiên sẽ không cùng hắn cùng một chỗ gánh chịu, cần hắn một mình cống hiến ra bản thân địa vực. Đồng dạng, nếu là các đại cổ cương bản thân thắng được địa vực, cũng sẽ không gánh vác cho hắn cổ cương. Nói cách khác, mỗi cái cổ cương, đều có bản thân đại biểu, liền tựa như man hoang cổ cương, hắn đại biểu chính là hoang vô cương. Đây cũng là vì sao hoang vô cương rõ ràng không có thông qua bách sát tuyệt trận khảo nghiệm, liền có thể sớm tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lỗ nguyên nhân. Bằng không mà nói, nếu là người tộc liền một cái tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lỗ người đều không có, lại muốn tham gia vạn tộc đổ vực chi chiến, cái kia sẽ cho nhân tộc trở thành chuyện cười lớn. Đây là các chủ ý nghĩa, Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cũng không có lập tức đáp ứng. Lãng Thiên gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, ngươi cũng biết, bách sát các là không tham dự các đại thế lực ở giữa đấu tranh, ngươi đoạn thời gian trước náo ra động tĩnh lớn như vậy, hoang gia xem như man hoang cổ cương người chấp trưởng, chẳng lẽ sẽ thờ ơ sao? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết rõ, Lãng Thiên còn có nói còn chưa dứt lời. Hai đại đế vực hủy diệt. Ba đại vực chủ tử vong, cái này đã đầy đủ để hoang gia ra tay với ngươi, bởi vì đợi một thời gian, ngươi sẽ uy hiếp được hoang gia địa vị. Lãng Thiên vừa tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm không khỏi híp híp hai mắt, vấn đề này, hắn cũng nghĩ qua, chỉ là hắn không nghĩ tới, hoang gia lại nhanh như vậy liền không nhịn được. Phải biết, hắn hiện tại còn chỉ là đại đế cảnh mà thôi, lại làm sao có thể uy hiếp được hoang gia địa vị đây? Xem ra. Cái này hoang gia là cố ý kiếm cớ, muốn ta cho bọn hắn ra sức a. Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên một đạo tinh quang, trong nháy mắt minh bạch ý tứ trong đó. Cũng chính là bởi vì như vậy, hoang gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, kỳ thật không chỉ hoang gia như thế, mặt khác cổ cương thế lực đoán chừng cũng sẽ làm như vậy, thật sự là tiềm lực của ngươi quá lớn. Lãng Thiên khe khẽ thở dài nói. Nói cách khác. Hoang gia sẽ không thừa nhận vô tận thần phủ địa vị đúng không? Tiêu Phàm ngữ khí hơi hơi lạnh lẽo. Cái này nhưng làm Lãng Thiên dọa cho phát sợ, vội vàng khuyên nhủ, lão đệ, đại ca biết rõ ngươi hùng tâm, bất quá nên nhẫn là nhẫn, bây giờ hoang gia, không phải ngươi có thể đối phó. Tiêu Phàm nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, cuối cùng chậm rãi buông ra, nói, Lãng đại ca yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngươi tuyệt đối không nên xúc động. Lãng Thiên vẫn là có chút không yên lòng Tiêu Phàm, ân cần nhắc nhở nói, chờ ngươi từ vạn tộc thí luyện cổ lộ trở về, nếu là đột phá thánh đế cảnh, ngươi liền có thể không cần e ngại hoang gia. Tiêu Phàm cũng là biết rõ Mộc Tú Vu Lâm Phong tất tội chi đạo lý, chỉ là hắn đã cảm thấy mình ẩn nhẫn đầy đủ lâu, vừa mới giải quyết hết vạn la đế vực phiền phức, không nghĩ tới lại tới cái hoang gia. Lãng đại ca, ta đáp ứng. Tiêu Phàm cuối cùng gật gật đầu. Hiện tại hắn là đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, bất quá, man hoang cổ cương cho ta bao nhiêu cái địa vực đi tham gia đổ vực chi chiến đây. Ba cái, Lãng Thiên duỗi ra ba ngón tay, trịnh trọng nói, ngươi nếu thắng 10 vực, vô tận thần phủ tiếp tục tồn tại xuống dưới, nếu là thua. Lãng Thiên không có tiếp tục nói đi xuống, hắn biết rõ Tiêu Phàm nhất định có thể minh bạch hắn trong giọng nói ý nghĩa, chỉ là hắn lo lắng Tiêu Phàm sẽ nổi giận. Nhưng mà, để Lãng Thiên kinh ngạc là, Tiêu Phàm chẳng những không có nổi giận, ngược lại cười lắc lắc đầu nói, ta còn tưởng rằng hoang gia hào phóng đến mức nào, mới cho ta ba cái địa vực đi cược. Ba cái đã không ít, chính là hoang vô cương, cũng mới cho ba cái mà thôi. Lãng Thiên không khỏi trợn trắng mắt nói. Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái, cười khổ nói, hoang gia ngược lại là để mắt ta thua không được, hắn hoang gia hoang vô cương thua liền có thể sao? Lãng Thiên không biết nói gì, nhưng hắn nhưng trong lòng rất rõ ràng, nhịn không được bổ sung một câu, lão đệ, người có thể cùng hoang gia dòng chính so sao. Hoang vô cương tương lai nhưng là sẽ trở thành hoang gia gia chủ người A. Lão đệ,
ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ thắng. Lãng Thiên vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, khoảng cách vạn tộc đổ vực chi chiến, hẳn là cũng chỉ có 20 năm thời gian đây, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc. 20 năm sao? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm trầm ngâm, nếu như mình muốn nhiều thắng mấy cái địa vực mà nói, cái kia phải cố gắng đột phá đại đế cảnh đỉnh phong mới được a. 20 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, không có người nào tự tin bản thân trong vòng 20 năm có thể từ đại đế cảnh hậu kỳ đột phá đại đế cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, đừng nhìn Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, cũng không đến 30 năm, có thể về sau mỗi một cảnh giới, bình thường thiên tài cũng là lấy 100 năm làm đơn vị tính theo thời gian. Cho dù là một chút yêu nghiệt, cũng phải mấy chục năm, Tiêu Phàm có thể mấy năm đột phá một cái tiểu cảnh giới, đã coi như là cực kỳ nghịch thiên. Đúng rồi lão đệ, ngươi chuẩn bị tiến vào một tộc kia cổ lộ, ta phải sớm chuẩn bị mới được. Lãng Thiên không còn cho Tiêu Phàm áp lực, nói sang chuyện khác. Thí thần cùng Tà Vũ tiến vào một tộc kia cổ lộ. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi, Tà Vũ cùng thí thần tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, không cẩn thận đã thời gian 5 năm. Tà Vũ tiến nhập tiên linh tộc thí luyện cổ lộ, thí thần tiến nhập âm linh tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên thành thật trả lời. Âm linh tộc, tiên linh tộc, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, đây chính là thứ hai thứ ba chủng tộc A, vậy chính hắn lại hẳn là tiến vào chủng tộc gì thí luyện cổ lộ đây? Tiêu Phàm cau mày, tay phải nâng cầm lên, rơi vào trong trầm tư. Lãng Thiên không có quấy rầy, mà là tự lo không xong rót cho mình một ly trà, chậm rãi thưởng thức, yên lặng chờ Tiêu Phàm quyết định. Lãng đại ca, thật lâu, Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chăm chú Lãng Thiên nói, người cảm thấy ta hẳn là tiến về một tộc kia thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ hỏi hắn, trong lúc nhất thời hắn cũng không có chú ý, ngừng một chút nói, ta cũng không biết người thích hợp cái nào một đầu, bất quá, lấy người thực lực, chí ít cũng phải tiến vào xếp hạng thứ 10 thí luyện cổ lộ. Xin lắng tai nghe, Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn đối 10 vị trí đầu chủng tộc cũng không phải là 10 điểm lý giải, chỉ là đến nhân tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ 10. Mà Long Phượng tộc, Âm Linh tộc cùng Tiên Linh tộc, thì tại trong vạn tộc xếp hạng thứ 3, cũng là cường đại nhất ba đại chủng tộc. Tộc nhân ta xếp hạng thứ 10 nghĩ đến ngươi hẳn nghe nói qua. Lãng Thiên nghĩ nghĩ, sắp xếp lời nói một chút nói. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, trừ bỏ ba hạng đầu Long Phượng tộc, Âm Linh tộc cùng Tiên Linh tộc. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói mặt khác 10 vị trí đầu chủng tộc. Xếp tại đệ cửu để Tiêu Phàm 10 điểm ngoài ý muốn, dĩ nhiên là lang tộc sinh sôi nhanh, gian trá giảo hoạt, hung mãnh ngoan lệ, để cho ở thái cổ thần giới đều uy danh hiển hách. Lãng Thiên càng là khuyên bảo Tiêu Phàm, dù là tình nguyện đắc tội xếp hạng thứ 3 ba đại chủng tộc, cũng tuyệt đối không nên đi đắc tội lang tộc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lang tộc tuyệt đối là có thù tất báo, mặc cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ điên cuồng truy sát. Tiêu Phàm cũng âm thầm trầm ngâm, cho dù là tầm thường dã thú, lang cũng là một loại đáng sợ mãnh thú, có thể không đắc tội, hắn cũng sẽ không đi chủ động đắc tội. Mà xếp tại đệ bát, gọi chung là tinh thần cổ thú tộc, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm buồn bực, cái tên này, không giống như là một cái đại chủng tộc A. Nhưng mà Lãng Thiên tiếp xuống giải thích. Lại là để Tiêu Phàm minh bạch một chủng tộc này đáng sợ. Cùng lang tộc quần cư tương phản, cường đại tinh thần cổ thú tộc căn bản là cá thể tồn tại, hơn nữa bọn họ cơ bản không ở tại thái cổ thần giới, mà là du đãng ở vô tận hư vô, ở tại tinh thần phía trên, lấy tinh thần chi lực vì chất dinh dưỡng thôn phệ. Đương nhiên, tinh thần cổ thú tộc ở thái cổ thần giới cũng có được hơn ngàn địa vực, hơn nữa tầm thường chủng tộc căn bản không dám đi cướp đoạt địa bàn của bọn hắn. Tưởng tượng một chút, tinh thần cổ thú trực tiếp nhục thân giáng xuống, nửa cái địa vực liền không có, ai lại dám cùng tinh thần cổ thú tộc là địch đây? Cho dù là lang tộc, cũng không nguyện ý đắc tội cá thể thực lực cường đại tinh thần cổ thú tộc. Nghe đến đây, Tiêu Phàm đã trực tiếp đem tinh thần cổ thú tộc cho loại bỏ, hắn cũng không muốn thường xuyên cùng một chút tinh thần kích cỡ tương đương cá thể giao phong, vậy cần phải mạng già. Xếp hạng thứ 7, lại là hải tộc. Đây cũng là duy nhất không chiếm cứ lấy thái cổ thần giới địa vực chủng tộc, nhưng là, lại là một cái ai cũng không dám khinh thường chủng tộc. Bởi vì hải tộc chiếm cứ lấy thái cổ thần giới một nửa hải vực, cho dù là hải tộc thí luyện cổ lộ,
cũng đồng dạng là vô số thủy hệ tinh thần thế giới. Hải tộc coi như xong, ta sợ nhịn không được đem hải tộc đều ăn. Tiêu Phàm cười khoát khoát tay, hắn cũng không muốn hàng năm cùng một chút ngư quái liên hệ. Xếp hạng thứ 6, cũng coi là nửa cái hải tộc, tên là Huyền Vũ tộc. Lãng Thiên cười tiếp tục đến. Huyền Vũ tộc, ở trong vạn tộc xếp hạng đệ lục, bộ tộc này bất thiện tranh đấu, chính là nhất an nhàn một chủng tộc, nhưng cường đại cá thể lực lượng, lại không thể khinh thường. Truyền văn, Huyền Vũ tộc năng lực phòng ngự 10 điểm khủng bố, ở trong vạn tộc, đều có thể sắp xếp tiến lên 3, Huyền Vũ tộc có thể trở thành vạn tộc đệ lục, hắn năng lực phòng ngự lập xuống công lao hãn mã. Hơn nữa, Huyền Vũ tộc còn chiếm theo lấy vô tận hải vực, tiến có thể công, lui có thể thủ, ở trong vạn tộc xem như không được xem nhẹ tồn tại. Xếp hạng đệ ngũ đúng là Kỳ Lân tộc, Ngọc Kỳ Tử chính là Kỳ Lân tộc một thành viên, bộ tộc này số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng cá thể sức mạnh to lớn, nhất là huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm cũng coi là được chứng kiến Kỳ Lân tộc năng lực, bất quá hắn đối Kỳ Lân tộc cũng không có quá nhiều hứng thú. Nếu như nói, trong vạn tộc, ai là kinh khủng nhất chủng tộc, kia liền là xếp hạng đệ tứ ma chủng tộc. Nói đến đây, Lãng Thiên hít một hơi thật sâu, tựa như đối cái gọi là ma chủng tộc tràn đầy kiêng kỵ một dạng. Cũng khó trách Lãng Thiên ngưng trọng như thế, ma chủng tộc cá thể thực lực có lẽ không thế nào, nhưng là hắn kinh khủng sinh sôi năng lực và số lượng, lại là dị thường đáng sợ. Cho dù là gặp gỡ Long Phượng tộc, ma chủng tộc cũng có lực đánh một trận, cho dù cuối cùng không thấp, cũng tất nhiên sẽ khiến Long tộc tổn thất nặng nề. Đã từng ma chủng tộc cùng Long tộc liền phát sinh qua chiến tranh, cuối cùng Long tộc đều không thể không thỏa hiệp, thật sự là ma chủng tộc quá không muốn sống nữa, cũng là một chút kẻ liều mạng, ai dám cùng bọn họ liều mạng. Cũng may đang đánh cực vực chi chiến bên trong, ma chủng tộc cũng không thể chiếm cứ quá lớn ưu thế, bằng không mà nói, ai lại là ma chủng tộc đối thủ. Lãng đại ca, cái này ma chủng tộc có phải hay không đều ẩn chứa cường đại huyết mạch chi lực? Tiêu Phàm cắt đứt Lãng Thiên mà nói, trầm giọng hỏi. Nơi nào có cái gì huyết mạch lực lượng, ma chủng tộc là thiên sinh có được đặc thù thần thông, hơn nữa số lượng quá nhiều, cho nên mới khủng bố như thế. Lãng Thiên có chút không cam lòng nói ra. Nghe hắn, tựa như hắn đã từng ở trong tay ma chủng tộc thua thiệt qua một dạng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trong lòng âm thầm trầm ngâm, đã như vậy, cái kia ma chủng tộc cũng không tất yếu đi. Hắn sở dĩ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, trừ bỏ lịch luyện bên ngoài, cũng muốn lấy được càng nhiều thần huyết, rèn luyện vô tận chiến huyết. Tất nhiên ma chủng tộc không có cường đại huyết mạch, Tiêu Phàm cũng không cần phải đi. Cho đến bây giờ, Lãng Thiên giới thiệu những cái này chủng tộc, cũng liền Kỳ Lân tộc huyết mạch chi lực cũng không tệ lắm. Nếu như bàn về huyết mạch chi lực, phải kể tới Long Phượng tộc, vô luận là Long tộc hay là Phượng tộc, huyết mạch chi lực cũng là thái cổ thần giới đứng đầu nhất. Lãng Thiên lắc đầu nói. Dừng một chút, hắn lại nói, bài danh thứ 3 tiên linh tộc, bọn họ có cá thể rất mạnh, có quần thể chiến lực khủng bố, bất quá đại bộ phận cũng không có cái gì huyết mạch chi lực. Mà là thể nội ẩn chứa một tia tiên linh chi khí, bởi vậy bọn họ cũng có ở một phương diện khác cường đại thiên phú, liền tựa như hỏa tộc, ở hỏa diễm phương diện, không ai bằng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nói cái kia xếp hàng thứ 2 âm linh tộc đây. Âm linh tộc ta ngược lại cảm thấy không thích hợp ngươi, cái chủng tộc này cũng là một chút vong linh biến thành, cùng bọn hắn thời gian dài ở cùng một chỗ, là sẽ ngốc điên. Lãng Thiên cũng nhịn không được sợ run cả người. Đương nhiên, có một ít người có thể mượn bọn họ tới tu luyện, cái kia âm linh tộc ngược lại cũng không phải một cái nơi đến tốt đẹp. Lãng Thiên lại bổ sung một câu. À, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu hiện lên ánh sáng. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra, thí thần lựa chọn âm linh tộc, là ôm ý nghĩ này a. Chỉ là hắn không biết là, lấy Tà Vũ ngạo khí, vậy mà không có lựa chọn Long Phượng tộc, mà là lựa chọn tiên linh tộc. Tiên linh tộc cá thể chiến lực cũng không tệ, bất quá ta hiện tại cần chính là đại lượng thần huyết. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, dừng một chút, mắt lộ ra kiên định nói, Lãng đại ca, đưa ta đi Long Phượng tộc. Long Phượng tộc, Lãng Thiên bỗng nhiên đứng dậy. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết, Long Phượng tộc thế nhưng là chủng tộc mạnh nhất a, chỗ ở cổ lộ càng là dung không được ngoại nhân, dù là Tiêu Phàm nghĩ giả mạo Long tộc đều không được. Dù sao,
Long phượng tộc thế nhưng là có được đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch chi lực, chỉ cần là long tộc hoặc là phượng tộc, đều có thể tùy tiện cảm ứng được hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Đối với không có long phượng huyết mạch người, long phượng tộc là tới nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão đệ, người cần phải biết, long phượng tộc cực kỳ bài ngoại, chủng tộc khác cũng chưa có nguyện ý tiến về long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên thở sâu, khuyên nhủ nói. Tiêu Phàm lại là thần sắc lạnh nhạt, khoát khoát tay cười nói, Lãng đại ca yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì, tất nhiên thí thần cùng tà vũ đi âm linh tộc cùng tiên linh tộc, vậy ta cũng không thể yếu thế không phải. Lãng Thiên không còn gì để nói, Tiêu Phàm lời nói mặc dù nghe là cùng tà vũ cùng thí thần ganh đua so sánh ý tứ, nhưng hắn rõ ràng, Tiêu Phàm nhất định là có hắn tính toán của mình. Còn có 3 tháng thời gian mở ra truyền tống trận, người còn có 2 tháng suy nghĩ thời gian. Lãng Thiên không để Tiêu Phàm nhanh như vậy làm quyết định, vẫn là cho hắn cải biến quyết định thời gian. Không cần suy tư, ta liền đi Long Phượng tộc, Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Ánh mắt càng là vô cùng kiên định. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng nghĩ qua tiến về Kỳ Lân tộc, dù sao Kỳ Lân tộc cũng có được cường đại huyết mạch chi lực. Nhưng là, Kỳ Lân tộc huyết mạch chi lực, có mạnh hơn cũng không có long tộc cường đại, Tiêu Phàm dứt khoát cũng liền lựa chọn cường đại nhất. Bây giờ chỉ kém 200 loại không tới huyết mạch là hắn có thể đủ tụ tập 5.550 năm loại, tu luyện tu la cửu biến, hai cái này chừng trăm bên trong thần huyết. Tiêu Phàm liền ỷ vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên biết rõ không có khả năng để Tiêu Phàm cải biến ý nghĩ, chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục thuyết phục. Đúng rồi Lãng đại ca, Hoàng Vô Cương bọn họ lại đi cái gì cổ lộ? Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. Hắn biết rõ, trừ bọn họ 3 cái xông qua bách sát tuyệt trận người có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ bên ngoài, 5 đại thánh tử cũng tiến nhập trong đó, thậm chí còn khả năng có những người khác. Năm đại thánh tử, mấy người khác ta không biết, bất quá Hoàng Vô Cương lại là tiến nhập Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên suy nghĩ một chút nói. À, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn, thầm nghĩ trong lòng Hoàng Vô Cương thật là to gan. Kỳ thật người đời đều không biết, Hoàng Vô Cương trừ bỏ có được chí tôn trời xanh bên ngoài, còn có được mỏng manh long tộc huyết mạch, hắn tiến vào Long Phượng tộc, ngược lại không nguy hiểm như vậy. Lãng Thiên cười lắc lắc đầu nói. Thì ra là thế, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoàng Vô Cương lại còn có được long tộc huyết mạch, lần trước một trận chiến, hắn xác thực hoàn toàn không cảm ứng được. Phải biết, hắn Tiêu Phàm trên người cũng là đồng dạng có được long tộc huyết mạch a, lúc trước hắn nhưng là chiếm được huyết thần huyết mạch của rồng. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm thần long huyết mạch cũng không có tăng cường bao nhiêu, đoán chừng đến long phượng cổ lộ, cũng sẽ không phải chịu quá đúng coi trọng. Dù sao, Long Phượng tộc giữa các tu sĩ vốn liền tồn tại đấu tranh, liền tựa như nhân tộc thí luyện cổ lộ đồng dạng, giữa người và người, không có khả năng hòa hợp êm thấm. Đồng dạng, Long Phượng tộc tầm đó cũng giống như thế, Tiêu Phàm ngược lại cũng không thèm để ý những người kia cố ý nhắm vào mình. Khả năng không cần mấy năm, tất cả cổ lộ đều sẽ tạm thời đả thông, mau chóng vì vạn tộc đổ vực chi chiến làm chuẩn bị đi. Lãng Thiên trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, 20 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hắn còn có đầy đủ tiến bộ không gian, không chỉ có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong tăng cường thực lực, còn có thể tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật. Tốt rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, chờ truyền tống trận mở ra ngày, ta lại đến bảo ngươi. Lãng Thiên vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, đứng lên nói. Tiêu Phàm để Lãng Thiên an bài cho hắn một gian tĩnh thất. Liền tiến vào trạng thái tu luyện. Cái này một năm thời gian, Tiêu Phàm một mực tu luyện 3.000 cổ pháp cùng dung luyện khí số, bây giờ hắn khí số đã dung luyện 8.000 nguyên nhiều. Nhưng 3.000 cổ pháp vẫn không có bước vào đệ tam trọng, lấy hắn thiên phú hoa thời gian dài như vậy đều không có tu luyện thành công, có thể nghĩ công pháp này huyền diệu. 3 tháng, nếu như thi triển linh hồn phân liệt năng lực, miễn cưỡng cũng có thể tu luyện tới đệ tam trọng rồi a hát. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm linh hồn bản thể trong nháy mắt chia làm hơn 1.000 bộ phân thân, 1.000 cái Tiêu Phàm đồng thời bắt đầu tu luyện 3.000 cổ pháp, tốc độ tự nhiên rút ngắn vô số lần. Hắn cũng không sợ linh hồn bị hao tổn, bởi vì hắn thế nhưng là có được công kích linh hồn miễn dịch, loại tình huống này tối đa cũng liền có thể tiêu hao tinh thần của hắn mà thôi.
Đúng rồi, lúc trước ta thu hoạch được công kích linh hồn miễn dịch năng lực này thời điểm, còn luyện thành vô cực chi thể, cái này vô cực chi thể lại có diệu dụng gì đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi. Công kích linh hồn miễn dịch năng lực, nhưng hắn biết thêm không ít, dù là lúc trước cùng quỷ chủ giao phong, cũng không có làm bị thương căn bản. Nghĩ đến nam tử kia nhường hắn tu luyện vô cực chi thể, cũng không phải thông thường thể chất. Chỉ bất quá, Tiêu Phàm đến bây giờ đều không chân chính cảm nhận được vô cực chi thể chân chính diệu dụng. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Thời gian chậm rãi xói mòn, khoảng cách vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra, đã càng ngày càng gần. Một ngày này, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng long ngâm hổ khiếu, tỉ mỉ da thịt phát sinh biến hóa vi diệu, tản ra từng tia đen ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Một vạn nguyên khí số. Tiêu Phàm thở sâu, trong cơ thể hắn khí số cũng đạt tới một cái mới đỉnh phong, giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân của mình đã đại đế cảnh vô địch. Nhưng mà, thân thể của hắn lại không có đạt tới cực hạn, vẫn như cũ còn đang không ngừng cắn nuốt khí số, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tiêu Phàm cũng không biết mình thân thể ranh giới cuối cùng ở nơi nào, thân thể này, nhất định chính là thôn phệ khí số quái vật. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi. Hắn cái này cổ quái nhục thân cùng cái gọi là vô cực chi thể có quan hệ, dù sao, hắn lại tu luyện thành vô cực chi thể phía trước, cũng không thể dung luyện nhiều như vậy khí số. Ầm ầm, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội từng tiếng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy nguyên một đám vòng xoáy từ hắn mi tâm xông ra, hư không không ngừng vỡ nát, vậy mà hoàn toàn không chịu nổi vòng xoáy kia niên áp chi lực. Mấy tức về sau, nguyên một đám vòng xoáy đột nhiên nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau liền triệt để dung hợp thành một cái vòng xoáy. Quỷ dị chính là, vòng xoáy này vậy mà không phải hướng một cái phương hướng xoay tròn, mà là không có chút nào quy tắc, có thể tan phát khí tức, lại là hết sức đáng sợ. 3000 thế giới đệ tam trọng, đại thiên thế giới. Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười. Vì lĩnh ngộ cái này 3000 thế giới đệ tam trọng, hắn hoa khoảng chừng tốt thời gian mấy năm, bây giờ rốt cục. Cái này khiến hắn làm sao không vui đây. Tiểu tử, truyền tống trận sắp mở ra. Cũng đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến bạch ma thanh âm. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang. Tiêu Phàm ra khỏi phòng, lại là nhìn thấy bạch ma, Ngọc Kỳ Tử cùng Lãng Thiên bọn họ đã chờ đợi lâu ngày. Bạch ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái khẩn trương sau khi, trong mắt còn lộ ra ý tứ hưng phấn. Ở Lãng Thiên hướng dẫn dưới, Tiêu Phàm một chuyến đi tới Bách Sát Các chỗ sâu một vùng thung lũng bên trong, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, đều phải thông qua Bách Sát Các, mà không phải đế cung. Sơn cốc bên trong sương mù lượn lờ, mây mù bốc hơi, thấy không rõ bên trong có cái gì. Vừa mới dừng lại, liền có hai đạo bóng người bay vụt mà tới, lại là Bách Sát Các phân các chủ La Thông Thiên cùng Hứa Vân Minh. Tiêu Phàm người thực lựa chọn tiến vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Hứa Vân Minh lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm chọn con đường này. Tạ Hứa trưởng lão có hảo ý, vãn bối quyết định. Tiêu Phàm mỉm cười. Cái này Hứa Vân Minh mặc dù cố chấp một chút, nhưng người vẫn là tốt, Tiêu Phàm cũng không cho rằng hắn có bao nhiêu sao chán ghét, chỉ ít giờ phút này biểu hiện ra vẻ lo lắng không vì giả. Tiêu Phàm cùng hắn vô thân vô cố. Hứa Vân Minh căn bản không cần thiết tới nhắc nhở hắn. Ai Hứa Vân Minh thật sâu thở dài, cũng không lại nói cái gì. Tiêu lão đệ, đem bọn hắn đưa vào thể nội thế giới, ta đây liền truyền tống ngươi. Lãng Thiên ở một bên nhắc nhở. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử hai cái liền bị hắn đưa vào thể nội thế giới, chỉ là Lãng Thiên bọn họ không biết là, Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong, còn mang theo mặt khác 100 đại đế cảnh cường giả. Cho dù là vô tận thần phủ khai phủ ngày gặp được phiền toái nhiều như vậy, Tiêu Phàm đều không có hiện ra một cỗ này thực lực. Từ vừa mới bắt đầu, hắn từ Bách Sát Các lặng lẽ lấy tới 100 người này, chính là vì đem bọn hắn mang vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, nếu như có thể trưởng thành, tương lai cũng có thể đến giúp bản thân. Lúc này, Lãng Thiên mang theo Tiêu Phàm rơi vào trong sơn cốc một chỗ đất trống bên trên, cái kia trên đất trống, tọa lạc một cái to lớn ngọc đài. Ngọc đài phía trên hào quang lấp lóe, sáng chói chói mắt. Tiêu lão đệ, bảo trọng, để lại một câu nói, Lãng Thiên liền rời đi ngọc đài. Chỉ chốc lát sau,
Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ thời không chi lực bao phủ hắn, hắn không có chống đối, tùy ý cỗ này lực lượng tác dụng ở trên người hắn. Chỉ một thoáng, chung quanh hư không một trận vặn vẹo, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ to lớn xé rách lực lượng, vậy mà để nhục thể của hắn đều cảm nhận được một loại nhàn nhạt đau đớn. Bất quá, loại đau nhức này còn ở hắn trong giới hạn nhẫn nại, hắn vẻn vẹn nhíu mày một cái. Loại này khoảng cách dài truyền tống, cực kỳ tiêu hao năng lượng, đây cũng là vì sao Lãng Thiên muốn sớm một tháng chuẩn bị nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cỗ kia xé rách lực lượng càng lúc càng lớn, để cho người ta có chút thở không nổi lên. Cũng không biết qua bao lâu, chung quanh cái kia vặn vẹo không gian, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh màu xám cho không gian. Phóng nhãn đi qua, một mảnh lờ mờ, chung quanh không có bất kỳ cái gì sắc thái, Tiêu Phàm biết rõ, hắn hiện tại đang đứng ở vô ngần hư vô. Cúi đầu xem xét, một khỏa thổ ngôi sao màu vàng in vào Tiêu Phàm trong tầm mắt, một cỗ mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Tiêu Phàm biết rõ, nơi này hẳn là một cái tinh thần thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm ổn định thân hình, tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ này. Ngang đột nhiên, một đạo chấn thiên long ngâm vang vọng hư không, từ phía dưới tinh thần thế giới chuyển đến, Tiêu Phàm huyết mạch trong cơ thể lực lượng khẽ run lên, dòng máu màu vàng óng, vậy mà tản ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy huyết sắc quang điểm. Huyết thần long huyết mạch lực lượng sao? Tiêu Phàm nhíu mày. Huyết thần huyết mạch của rồng chỉ là thần vương cảnh huyết mạch chi lực mà thôi, đối mặt đại đế cảnh long tộc huyết mạch, hiển nhiên là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thậm chí, ở long tộc cao giai huyết mạch trước mặt, Tiêu Phàm huyết mạch chi lực sẽ còn bị áp chế ở phía dưới, cũng may hắn long tộc huyết mạch cũng không thuần túy, cho nên cơ bản sẽ không thụ ảnh hưởng quá lớn. Nghe được cái kia tiếng long ngâm, Tiêu Phàm dưới chân lóe lên, trong nháy mắt phóng tới tinh thần thế giới bên trong, mấy tức về sau, hai đầu hình như núi mạch cự long tiến vào Tiêu Phàm trong tầm mắt. Một đầu dài hàng ngàn trượng, toàn thân hiện lên huyết sắc, cái kia chiếu lấp lánh lân giáp thật giống như bị máu tươi đổ vào đồng dạng, nhất là cặp kia to bằng ngọn núi con ngươi, càng là đỏ tươi đến cực điểm. Huyết thần long, Tiêu Phàm biểu tình vẻ cổ quái, hắn đã xác định, bản thân thực đi tới long phượng tộc thí luyện cổ lộ, chỉ là hắn không nghĩ tới, vừa tới nơi này liền gặp được huyết thần long. Không phải huyết thần long, hẳn là huyết đế long. Tiêu Phàm thở sâu, cái này to lớn huyết đế long, nếu như chỉ dựa vào huyết mạch chi lực mà nói, đã có thể vững vàng áp chế hắn. Tiêu Phàm xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh rơi vào đối diện một đầu kia toàn thân có màu đen ngàn trượng cự long phía trên, hắn trên vảy rồng u quang, lộ ra một cỗ băng lãnh khí tức, lại giống như một bộ vô địch bảo giáp. Thánh giáp ma long, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Thánh giáp ma long, có được so đế long cao hơn huyết mạch, đạt đến thánh giai, nghĩ đến cái này hắc sắc thánh giáp ma long, ở long tộc địa vị cũng không thấp. Dù sao, cho dù là am hiểu huyết mạch chi lực long tộc, cũng cực ít có thể có được loại này đặc thù huyết mạch. Cũng may cái này thánh giáp ma long cũng chỉ là đại đế cảnh, hơn nữa cùng huyết thần huyết mạch của rồng khác biệt, bằng không mà nói, huyết thần long căn bản không có thực lực đánh một trận. Bất quá dù vậy, huyết thần huyết mạch của rồng lực lượng cũng sẽ nhận một chút áp chế, tuyệt đối không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Giờ phút này, hai đầu đế long quấn quanh ở cùng một chỗ, lẫn nhau cắn xé, hư không loạn thành một bầy, hoàn toàn không chịu nổi lưỡng long cuồng bạo lực lượng. Tiêu Phàm không nghĩ tới bản thân vừa tới long phượng tộc thí luyện cổ lộ, liền thấy như vậy vừa ra trò hay, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nôn nóng. Hai loại thần huyết tới tay, Tiêu Phàm híp hai mắt, cười nhìn phía xa lưỡng long. Đồng thời, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng quét mắt tứ phương, nhìn thấy hay không những người khác tồn tại, hắn lúc này mới triệu hồi ra Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử. Chuyện gì xảy ra, Ngọc Kỳ Tử vừa mới xuất hiện, liền bị nơi xa áp bách tính lực lượng làm cho sợ hết hồn. Dĩ nhiên là lưỡng long tranh chấp, tiểu tử, ngươi lần này coi như thành ngư ông a. Bạch Ma nhe răng trợn mắt cười nói, ta nghe nói long tộc thịt rất không tệ. Ngọc Kỳ Tử không khỏi trợn trắng mắt, trong lòng thầm mắng, cái này Bạch Ma làm sao cùng Tiêu Phàm một cái đức hạnh đây. Lớn như vậy hai đầu long, ngươi đều muốn ăn, cũng không sợ bị căng hết cỡ. Tiểu Bạch, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi tản ra, cũng đừng làm cho bọn họ phát hiện. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng,
lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Một màn này, nhìn Ngọc Kỳ Tử không khỏi sợ run cả người, còn tốt bản thân thần phục Tiêu Phàm, bằng không đoán chừng cũng chỉ có thể biến thành miệng của hắn ăn. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử lặng yên không tiếng động tiềm phục tại mặt khác hai cái phương hướng, lặng lặng chờ đợi hai đại long đế tranh chấp. Ngay từ đầu lưỡng long còn có thể giằng co, có thể theo thời gian trôi qua, huyết thần long rõ ràng rơi vào hạ phong. Ngao ô thánh giáp ma long mở ra to lớn lỗ hổng, cắn một cái ở huyết thần long trên thân, kéo xuống một lỗ hổng khổng lồ, máu tươi phun ra trời cao, nhìn Tiêu Phàm bọn họ run lên. Cũng không sai biệt lắm, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đã tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trên không trung, huyết thần long phát ra tiếng gào thống khổ, trên người lân giáp chóc ra, mảng lớn huyết vũ huy sái trời cao, vết thương kia càng là nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm ba cái nhìn thấy một màn này, cũng là tê cả da đầu. Cái này long tộc chém giết vậy mà máu tanh như vậy, trực tiếp trần chuồng tương bác, cũng không nhìn thấy bọn họ thi triển cái gì cổ pháp cùng cổ thuật. Huyết thần long bị thương, ngửa mặt lên trời gào thét, muốn tránh thoát thánh giáp ma long trói buộc, đáng tiếc, thánh giáp ma long há lại sẽ nhường hắn đạt được. Thánh giáp ma long thân thể gắt gao quấn quanh lấy huyết thần long, một cái long chảo nắm lấy đầu của hắn, hận không thể đem đầu của hắn cho cắt bỏ. Đồng thời, thánh giáp ma long miệng to như chậu máu cũng không chần chờ, hung hăng cắn một cái ở huyết thần long thân thể, vết thương kia sâu thấy được tận xương. Như thế chiến đấu, để Tiêu Phàm bọn họ chứng kiến cái gì gọi là chân chính mạnh được yếu thua. Long tộc chiến đấu không có nhiều như vậy sức tưởng tượng, nhưng lại cực kỳ chí mạng, công kích cũng rất trực tiếp. Nếu là nhân tộc tu sĩ bị thánh giáp ma long dạng này bắt lấy, công kích sẽ bị hắn móng vuốt trực tiếp bóp vỡ. Thánh thiên giáp, ngươi không nên ép ta. Huyết thần long truyền ra một trận tức giận tiếng gào thét, cái kia bị thương trong thân thể, dường như ẩn chứa một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Nhưng mà, cái kia thánh giáp ma long thánh thiên giáp lại là khinh thường một cỗ, một ngụm nuốt vào huyết thần long huyết nhục, khinh thường nói, huyết thương, ngươi dù sao cũng là các ngươi huyết thần long nhất tộc thiên tài, không bị thua không nổi a. Ta thua rồi, có thể ngươi cũng không cần đuổi tận giết tuyệt. Huyết thần long huyết thương khí cấp bại phôi nói. Nếu như thánh thiên giáp chỉ là đánh bại hắn liền sẽ từ bỏ ý đồ, huyết thương ngược lại cũng sẽ không e ngại, bởi vì hắn hiện tại đã thua. Thế nhưng là, thánh thiên giáp hiện tại rõ ràng là muốn nuốt hắn, cái này khiến hắn làm sao cam tâm. Dù là chết, hắn cũng phải cho thánh thiên giáp tạo thành không nhỏ trọng thương. Bại, liền muốn chết, thánh thiên giáp lạnh như băng phun ra một câu. Trong giọng nói còn mang theo vài phần giễu cợt ngoài ý muốn. Bại, liền muốn chết, thánh thiên giáp thanh âm vang vọng tinh thần thế giới, Tiêu Phàm bọn họ cũng nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng bị thánh thiên giáp bá đạo làm cho sợ hết hồn. Quả nhiên, long tộc tầm đó cũng sẽ không thái bình. Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu, cũng không có lập tức xuất thủ. Cái kia huyết thần long cũng tốt, thánh giáp ma long cũng được, thực lực đều không thấp, lấy ba người bọn họ nơi này. Nếu như muốn đồng thời lưu bọn hắn lại hai đầu long, vẫn là tương đối khó khăn. Tốt nhất chờ bọn hắn đồng quy vu tận, đến lúc đó hắn liền có thể nhặt cái tiện nghi. Đương nhiên, chiếu tình thế bây giờ xem ra, đồng quy vu tận là không thể nào, bọn họ tối đa cũng liền lưỡng bại câu thương mà thôi. Huyết thương, đi chết đi cho ta. Thánh thiên giáp tùy tiện cười một tiếng, đột nhiên mở lớn lấy miệng to như chậu máu, một chảo liền chặt đứt huyết thương cổ. Huyết thương đầu ném đi mà lên, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Ở hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, thánh thiên giáp miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem huyết thương thân thể cho nuốt xuống. Bạo cho ta, trong kinh hoàng huyết thương trong nháy mắt lấy lại tinh thần, khóe mắt nhìn xem thánh thiên giáp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, thân thể của hắn cùng đầu đột nhiên khí thế tăng vọt, uy áp kinh khủng cuốn sạch lấy hư không. Hừ, nghĩ tự bạo. Hiện tại muộn, thánh thiên giáp khinh thường cười một tiếng, trên người đột nhiên ô quang hừng hực, cái kia lớp vảy màu đen càng là nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt phủ đầy toàn thân. Ngươi lân giáp phòng ngự thậm chí ngay cả có thể khắp tạng phủ. Huyết thương ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, nguyên bản hắn nghĩ tự bạo cùng thánh thiên giáp đồng quy vu tận. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến, thánh thiên giáp phòng ngự như thế đáng sợ, cái kia màu đen long lân bảo giáp, liên tạng phủ đều có thể bảo vệ. Kể từ đó,
hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nhẹ sáng tạo thánh thiên giáp mà thôi. Oanh, ở tuyệt vọng cùng không cam lòng bên trong, huyết thương thân thể nổ tung lên, hóa thành cuồn cuộn năng lượng quét sạch cả viên đế hỏa tinh thần, uy thế đáng sợ vô biên. Thánh thiên giáp trong miệng cũng truyền ra một tiếng sét nổ vang, thân thể bỗng nhiên bành trướng, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, lại nhanh chóng xẹp trở về. Muốn theo ta đồng quy vu tận, người nghĩ nhiều lắm. Thánh thiên giáp cười lạnh một tiếng, trong giọng nói đều là nồng nặc khinh thường, ân. Đột nhiên, thánh thiên giáp ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lại là kinh ngạc phát hiện, vô số máu tươi vậy mà từ bốn phía nhanh chóng ngưng tập hợp một chỗ, dù là trong cơ thể hắn máu tươi cũng là như thế. Thánh thiên giáp cau mày, vừa mới huyết thương tự bạo, tuyệt đối là không sống được, có thể máu của hắn làm sao sẽ quỷ dị như vậy đây? Tiểu tử, những huyết dịch này ngươi thu tập làm cái gì? Cũng đúng lúc này, một thanh âm từ đàng xa trong huyết phụ truyền đến. Thánh thiên giáp con người bỗng nhiên co rụt lại, vừa mới chiến đấu quá mức nhập thần, hắn vậy mà không có phát hiện, có người lặng yên đến gần hắn. Những cái này có thể là đồ tốt, lại một thanh âm vang lên, thanh âm này không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Ở nhìn thấy huyết thần long bạo tạc về sau, Tiêu Phàm tự nhiên là không kịp chờ đợi thu thập huyết thần long thần huyết, nếu là những huyết dịch này tan hết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Mấy hơi thở thời gian, huyết thần long huyết thương huyết dịch tất cả đều hội tụ ở cùng nhau, lập tức ba bóng người rơi vào thánh thiên giáp trong đôi mắt. Đó là một người hai thú, ở trước người bọn họ còn hiện lên một đoàn cô đọng huyết dịch tinh hoa, cùng một khỏa huyết sắc mệnh thạch, mạng này thạch hiển nhiên là huyết thương. Nhân tộc, kỳ lân tộc, thánh thiên giáp nhìn thấy Tiêu Phàm ba cái, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh biến thành khinh thường. Ở long tộc trong mắt, trừ bỏ đệ nhất long tộc tu sĩ, mặt khác vạn tộc tu sĩ, cũng sẽ không bị bọn họ để ở trong lòng. Chỉ là thánh thiên giáp kinh ngạc là, nhân tộc cùng kỳ lân tộc vậy mà cùng đi tới, hơn nữa còn có một cái không biết là chủng tộc gì tu sĩ. Tiêu Phàm không để ý đến thánh thiên giáp khinh thường, mà là chậm rãi thu hồi trước mặt huyết đoàn, dù sao cũng là một loại thần huyết, tự nhiên không có khả năng lãng phí. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm lúc này mới nhìn về phía đối diện thánh thiên giáp, nói, nghĩ đến thánh giáp ma long huyết dịch, hẳn là so huyết thần long càng thêm thuần túy. Hèn mọn nhân tộc, người muốn chết, nhìn thấy Tiêu Phàm vũ nhục hắn, thánh thiên giáp lập tức giận tím mặt, đầu lâu to lớn trong chớp mắt liền đến Tiêu Phàm đỉnh đầu của bọn hắn. Ở cái kia sơn phong một dạng đầu lâu trước mặt, Tiêu Phàm bọn họ lộ ra quá mức nhỏ bé. Ta tới, bạch ma nhe răng cười một tiếng. Liền chuẩn bị xông đi lên. Nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, Tiêu Phàm liền ngăn cản đường đi của hắn, trầm giọng nói, lược trận cho ta, ta tới thử xem long tộc thực lực. Cái này thánh thiên giáp cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi mà thôi, Tiêu Phàm cũng đúng lúc dùng hắn đến sò xét một lần long tộc thực lực, đây chính là cơ hội cực tốt. Hô, không đợi bạch ma lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đạp chân xuống, đã hướng về cái kia đầu rồng cực lớn kích xạ đi. Hai tay của hắn kết ấn, một cái to lớn ma chảo tại hư không ngưng tụ thành hình, nghịch thiên mà lên hung hăng hướng về thánh thiên giáp đầu lâu chụp tới. Diệt ma ấn, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân hình cũng nhanh chóng theo vào, ma chảo càng là che khuất nửa bầu trời, không thể so vậy long đầu yếu bao nhiêu. Hèn mọn run rế, thánh thiên giáp trong mắt đều là lạnh lùng khinh thường, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Tiêu Phàm cùng ma chảo nuốt. Quanh một tiếng nổ vang, diệt ma ấn ngưng tụ ma chảo hung hăng chộp vào thánh thiên giáp trên đầu. Nhưng mà để Tiêu Phàm kinh ngạc là, thánh thiên giáp lân giáp vượt quá tưởng tượng cứng rắn, hư không đốm lửa bắn tứ tung, ma chảo khoảng chừng hắn lân giáp bên trên lưu lại một đạo vết chầy mờ mờ. Thật là mạnh phòng ngự, Tiêu Phàm cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Long tộc sức phòng ngự, vượt quá dữ liệu của hắn, đây quả thực là một tòa di động thành lũy A. Nếu là không cách nào công phá hắn phòng ngự, chính là đứng ở đó đánh, cũng chưa chắc có thể đánh chết hắn. Hơn nữa, thánh thiên giáp phòng ngự không chỉ là ngoại thân cường hãn, liên tạng phủ đều có thể bị long lân bao trùm, dù là bị hắn nuốt vào, đoán chừng cũng không giết chết hắn. Mắt thấy cái kia miệng to như chậu máu sắp rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm chân đạp huyền diệu bộ pháp, tránh thoát thánh thiên giáp nuốt giết. Nhưng mà, thánh thiên giáp phản ứng cũng cực nhanh. Đừng nhìn thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ, có thể di động làm lại hết sức linh mẫn,
mắt thấy Tiêu Phàm muốn chạy trốn, hắn một cái móng vuốt phá không chộp tới. Bang, Tiêu Phàm vận chuyển vô tận chiến huyết, hung hăng cùng cái kia long chảo đụng vào nhau, thân thể của hắn vậy mà giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đập băng không mấy ngọn núi mới dừng lại. Ha ha, tiểu tử này rốt cục ăn quả đắng. Trên không trung, Bạch Ma càn rỡ cười lớn, nhìn thấy Tiêu Phàm ăn quả đắng, tựa như dáng vẻ rất vui vẻ. Chỉ có Ngọc Kỳ Tử cười không nổi, long tộc danh xưng lực lượng cùng phòng ngự mạnh nhất chủng tộc, như thế nào dễ dàng như vậy có thể đối phó. Huống chi, cái này Thánh Thiên Giáp rõ ràng vẫn là trong long tộc nhân vật thiên tài, muốn đánh bại hắn đều khó, lại càng không cần phải nói giết chết hắn. Khụ khụ, xa xa phế tích, Tiêu Phàm ho khan mấy tiếng, phun ra trong miệng bùn đất, bộ dáng 10 điểm chật vật. Lực lượng thật mạnh, Tiêu Phàm lại cảm khái một câu, nhục thể của hắn cường độ mặc dù không thể so Thánh Thiên Giáp nếu, thậm chí càng cường đại mấy phần. Nhưng hai người lực lượng lại là có chênh lệch rõ ràng, Tiêu Phàm rõ ràng không bằng Thánh Thiên Giáp, đến mức hắn trực tiếp bị tung bay. Qua nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên ở trên thân thể không chiếm được chỗ tốt. Muốn đánh bại Thánh Thiên Giáp, chỉ dựa vào hắn bây giờ nhục thân trạng thái, hiển nhiên là không thể nào, trừ phi thi triển Tu La Đệ Cửu Biến, để nhục thân lần nữa tăng cường mấy cái cấp độ. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có bại lộ bản thân Tu La tộc thân phận dự định, chỉ ít cái này Thánh Thiên Giáp, còn không có nhường hắn bại lộ tư cách. Hồng hộc, đột nhiên, Tiêu Phàm quanh thân kiếm khí gào thét, ở trong tay của hắn, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm. Vô tận kiếm khí vờn quanh ở Tiêu Phàm quanh thân, phát ra từng đợt phá không kiếm rít thanh âm. Run dế cầm một căn côn sắt, thì có ích lợi gì? Thánh Thiên Giáp ngửa mặt lên trời cười to, vừa rồi tùy tiện liền đem Tiêu Phàm cấp hiên phi, hắn đã trở nên không chút kiêng kỵ. Côn sắt, Tiêu Phàm nghe vậy, khóe miệng có chút co lại, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người nói Tu La kiếm là côn sắt, lý giải Tiêu Phàm người đều biết rõ. Tu La kiếm không biết lây dính bao nhiêu máu tươi. Hắn trình độ sắc bén, thế nhưng là có thể tùy tiện mở ra đỉnh cấp đế binh. Có ý tứ, vừa vặn lần trước Tu La kiếm dung hợp 49 cỗ giả khi thiên huyết quan về sau, ta còn không có chân chính thử qua Tu La kiếm sắc bén trình độ. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm đột nhiên đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng hướng về Thánh Thiên Giáp đánh giết đi, Tu La kiếm nâng thật dài kiếm mang. Tựa như muốn đem thiên địa này chém vỡ. Ân, cảm nhận được Tu La kiếm phía trên sắc bén sát phạt chi khí, Thánh Thiên Giáp con người ngưng tụ, giờ khắc này cũng không dám khinh thường Tiêu Phàm. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn thất thần đột nhiên ô quang lóe lên, cái kia lớp vảy màu đen nhìn qua càng thêm lành lạnh. Ngay tại lúc đó, Thánh Thiên Giáp một mực to lớn móng vuốt giò ra, một chảo này rơi xuống, cho dù là một ngôi sao cũng phải bị hắn vồ nát. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, Tu La kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, một đạo sắc bén kiếm mang hướng về Thánh Thiên Giáp kia móng vuốt nổi giận chém đến. Thánh Thiên Giáp thấy thế, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường, hắn đối lực phòng ngự của mình tràn đầy vô địch tự tin. Liên huyết thương tự bạo đều không thể trọng thương thân thể của hắn, huống chi một cái nhân loại tu sĩ côn sắt đây. Phốc phốc, cũng đúng lúc này, Tu La kiếm kiếm khí đột nhiên nở rộ, một tiếng vang giòn truyền ra. Chỉ thấy lại một đạo huyết sắc kiếm mang tại hư không nở rộ. Ngang Thánh Thiên Giáp ngửa mặt lên trời gào thét, mãnh liệt đau đớn để nhục thể của hắn đều run rẩy kịch liệt lấy, hắn một cái móng vuốt đã thoát ly thân thể của hắn, nơi đó máu tươi cuồng phún. Thánh Thiên Giáp con người kịch liệt co rút lại nhiều lần, hắn hướng về mình bị thương long chảo, vẫn như cũ không thể tin được, bản thân mạnh mẽ như vậy phòng ngự, lại bị một nhân tộc tu sĩ côn sắt đem cắt ra. Thế nhưng là cỗ kia dây dứt đau đớn để đầu của hắn trở nên 10 điểm thanh tỉnh, cho hắn biết, tất cả những thứ này đều là thật. Tiểu Bạch, trước nướng, Tiêu Phàm trường kiếm vẩy một cái, trực tiếp đem cái kia long chảo đâm bay ra ngoài, rơi vào Bạch Ma trước người. Bạch Ma nhìn trước mắt đã trở thành to bằng gian phòng long chảo, trong mắt vậy mà lấp lóe lấy ánh sáng nóng rực, đều nói thịt rồng ăn ngon, hôm nay rốt cục có lộc ăn. Nghe nói như thế. Thánh Thiên Giáp cùng Ngọc Kỳ Tử khóe miệng có chút co lại, hai cái này đáng hận hỗn trướng, vậy mà thực chuẩn bị nướng long chảo ăn. Long chảo vị đạo hẳn là không bằng phượng chảo, lần sau mời ngươi ăn cánh gà ngâm tiêu. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Thánh Thiên Giáp trên người.
Cái gì là cánh gà ngâm tiêu? Bạch Ma móng vuốt gãi gãi mặt má, vẻ mặt không hiểu. Hỗn trướng, dám vũ nhục bản đế định đem các ngươi ăn sống nuốt tươi. Thánh Thiên Giáp lên cơn giận dữ, hắn đã triệt để tức giận rồi. Một cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ, lại dám ăn hắn cao quý nhục thân, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Bò sát nhỏ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm ngoắc ngón tay, trên mặt lộ ra nụ cười khinh miệt. Thánh Thiên Giáp thực lực là mạnh, có thể gặp gỡ Tu La Kiếm về sau, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, ở trước mặt Tiêu Phàm giống như không có tác dụng, Tiêu Phàm tự nhiên không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Ngang giống nghe được bò sát nhỏ ba chữ này, Thánh Thiên Giáp cũng triệt để tức giận rồi, cơ hồ không muốn sống một dạng hướng về Tiêu Phàm vào tới. Hắn những nơi đi qua, hư không tất cả đều vỡ nát, đầy trời loạn lưu bắn ra bốn phía, Thánh Thiên Giáp muốn để hư vô loạn lưu quấy nhiễu Tiêu Phàm. Nhưng mà, những cái kia hư vô loạn lưu ở trước mặt Tiêu Phàm, lại hoàn toàn giống như không có gì, trực tiếp từ trên thân thể hắn xuyên qua. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không làm sao quan tâm, hắn chỉ biết là, từ khi tu luyện thành vô cực chi thể về sau, thân thể của hắn đã không sợ những cái này hư vô phong bạo. Chúng ta có ba người, liền chảm ngươi ba cái móng vuốt a. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, sau đó thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Phốc phốc phốc, hư không liên tục ba đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm nở rộ, chỉ thấy Thánh Thiên Giáp còn dư lại ba cái long chảo ném đi mà lên, máu tươi như chú đồng dạng chiếu nghiêng xuống. Thánh Thiên Giáp gào thét không thôi, phẫn nộ sau khi, lại tràn đầy sợ hãi. Tiểu tử, chúng ta chỉ có ba cái, ngươi chém hắn bốn cái móng vuốt làm gì, nhiều một cái cho ai. Lúc này, nơi xa truyền đến Bạch Ma khó chịu thanh âm. Tiêu Phàm nghe vậy, cười híp mắt nhìn xem Thánh Thiên Giáp nói, không có ý tứ, không cẩn thận nhiều chảm một cái. Thánh Thiên Giáp khóc không ra nước mắt, giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được Tiêu Phàm đáng sợ, cái này nhân tộc tiểu tử, nhìn như người hiền lành, kỳ thật vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, hắn thực lực cũng cực kỳ bất phàm, nhất là trên người của hắn chuôi kiếm này, càng là khắc tinh của hắn. Cũng may đối với đại đế cảnh mà nói, thân thể tổn thương cũng không phải là chí mạng, chỉ cần vận chuyển thần lực, liền có thể qua rất nhanh phục hồi như cũ. Chỉ là, cho dù khôi phục nhục thân, đối mặt Tiêu Phàm chuôi kiếm này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Nghĩ vậy, Thánh Thiên Giáp thân hình đột nhiên động một cái, thân thể to lớn vặn vẹo ở giữa, đột nhiên biến thành thân người đầu rồng, uy mãnh cao lớn. Ở trong tay của hắn, nắm một căn hắc sắc long giác, tản ra đáng sợ uy thế. A, Tiêu Phàm thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, hắn không nghĩ tới Thánh Thiên Giáp trên người, vẫn còn có bậc này bảo bối. Cái này hắc sắc long giác tán phát khí thế, đã không kém gì Thánh Giai Pháp Bảo, Thánh Thiên Giáp biết rõ bằng vào nhục thân, khẳng định không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nói xong, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm kinh ngạc, cái này hắc long sừng làm sao cảm giác rất quen thuộc. Ngươi biết, Tiêu Phàm một nửa tâm thần trong nháy mắt xuất hiện ở không gian ý thức bên trong, nơi đó đang nằm một đạo áo bào tím thân ảnh, chính là đoạn thời gian trước bắt sống Tử Như Huyết. Trong khoảng thời gian này Tiêu Phàm hoàn toàn quên mất hắn, cho tới bây giờ mới nhớ, cái này Tử Như Huyết bản thể, có vẻ như cũng là long tộc. Ngươi yên tâm, mặc kệ có biết hay không, lão tử ta đều sẽ không giúp cầu mong gì khác tình. Tử Như Huyết cười cười nói. Đừng có lại trước mặt ta xưng lão tử, Tiêu Phàm ánh mắt quét ngang, sát khí nở rộ. Nhưng ta lúc đầu họ Tím A, hơn nữa còn già như vậy, gọi lão tử có lỗi sao? Tử Như Huyết nghiêm trang nói. Tiêu Phàm kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, đối cái này Tử Như Huyết hắn cũng là không thể làm gì, cái này quê quán sau da mặt quá dày, hơn nữa hoàn toàn không có tiết tháo. Cái kia hắc sắc long giác là cái gì? Tiêu Phàm lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau, đành phải nói sang chuyện khác. Tiểu tử, người cũng có cầu ta một ngày. Tử Như Huyết cười đắc ý, rất có một bộ xoay người làm chủ nhân dáng vẻ. Đây là mệnh lệnh, Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh, tựa như chỉ cần Tử Như Huyết nói thêm câu nữa nói nhảm, Tiêu Phàm liền phải đem hắn tháo thành tám khối. Hẳn là Thánh Giáp Ma Long tộc trấn tộc chi bảo, Ma Long thần giác. Đây là dùng Thánh Giáp Ma Long sơ đại lão tổ một cái sừng luyện hóa mà thành, tiểu tử ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tử Như Huyết vội vàng nhắc nhở. Ma Long thần giác,
Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, thánh giáp ma long nhất tộc sơ đại lão tổ Long Giác, hắn cũng không dám khinh thường, huống chi thứ này còn trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện. Tiêu Phàm thậm chí có thể cảm nhận được cái này ma long thần giác phía trên lượn lờ một loại huyền diệu năng lượng ba động, vậy mà cùng khí vận năng lượng có chút tương tự. Tiểu tử, nếu như ngươi muốn giết hắn, tốt nhất vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, không nói ngươi không giết được hắn, chính là ngươi giết chết hắn, cũng sẽ gặp thánh giáp ma long nhất tộc truy sát. Tử Như Huyết lại bổ sung một câu. Hiển nhiên, Tử Như Huyết cũng cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cũng trầm ngâm, lấy hắn thực lực, nếu như toàn lực ứng phó muốn giết cái này thánh thiên giáp mà nói, hẳn là cũng không khó, dù là có khí vận bao phủ cũng không giữ được hắn. Chỉ bất quá như Tử Như Huyết nói tới, cái này thánh thiên giáp có thể có được thánh giáp ma long nhất tộc trấn tộc chi bảo, nghĩ đến địa vị cũng 10 điểm bất phàm. Nhân tộc, lại đến. Đối diện, thánh thiên giáp nắm ma long thần giác, lòng tin tăng nhiều, lại khôi phục bộ dáng cao cao tại thượng kia. Ngươi cho rằng dựa vào cái này ma long thần giác, liền có thể yên ổn rời đi sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Thánh thiên giáp con ngươi hơi co lại, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà nhận biết cái này ma long thần giác, chẳng lẽ hắn chính là vì ma long thần giác mà đến? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Lúc này, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, ta chỉ là cho ngươi thả điểm huyết mà thôi. Dứt lời, Tiêu Phàm thân hình lóe lên, thi triển cực tốc phóng tới thánh thiên giáp. Thánh thiên giáp cũng phản ứng cực nhanh, thỉnh thoảng dùng ma long thần giác chống đối. Bang bang, hư không đốm lửa bắn tứ tung, ma long thần giác cùng tu la kiếm đụng vào nhau, phát ra kim thạch giao kích thanh âm, đinh tai nhức óc, hư không cũng không ngừng vỡ nát. Cái kia ma long thần giác càng là phát ra một trận kỳ quái kêu to, chấn động Tiêu Phàm bọn họ tâm thần có chút không tập trung, như có người dùng đại chùy hung hăng gõ lồng ngực của bọn hắn một dạng. Âm ba công kích, Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, cái này ma long thần giác quả nhiên rất quỷ dị, dùng làm binh khí phòng ngự thời điểm, lại còn có thể chủ động công kích người. Hơn nữa, hắn trình độ cứng cáp, xa so với tu la kiếm đều mạnh hơn. Dù sao cái này ma long thần giác là thánh giáp ma long tộc trấn tộc chi bảo. Vậy không thể làm gì khác hơn là tốc độ nhanh hơn chút nữa. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, tốc độ lần nữa tiêu thăng, thậm chí đã điều động thời không thế giới lực lượng. Phốc phốc, từng đạo kiếm mang nở rộ, cắt ra thánh thiên giáp thân thể, biến thành nhân thân thánh thiên giáp, nhục thân phòng ngự càng thêm cường đại rất nhiều, cho dù là tu la kiếm, cũng vô pháp đem hắn chém thành hai đoạn. Bất quá, lại là có từng đạo huyết kiếm từ thánh thiên giáp trên người bắn ra, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Thánh thiên giáp đã không biết bao lâu không có nhận qua lên rồi, qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên, hơn nữa còn là ở một nhân tộc tu sĩ trong tay thụ thương, cái này khiến hắn 10 điểm không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi, thánh thiên giáp cũng triệt để phẫn nộ rồi, thân thể của hắn lần nữa hóa thành hình rồng, chỉ bất quá chỉ có một lượng trượng dài. Vô luận là tốc độ cùng phòng ngự lần nữa tăng cường. Có ý tứ, rất lâu không có như thế niềm vui tràn trề chiến đấu. Tiêu Phàm mỉm cười, tốc độ của hắn trong nháy mắt bị áp chế ở hạ phong. Bất quá lúc này, Tiêu Phàm thiên phú kinh khủng thể hiện ra ngoài, theo thời gian trôi qua, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, vậy mà đạt đến cùng Thánh Thiên Giáp một dạng tốc độ. Thánh Thiên Giáp cũng phát hiện Tiêu Phàm đáng sợ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân tộc tu sĩ, vậy mà tăng lên mang nhanh như vậy. Giờ khắc này, thánh thiên giáp trong lòng đã manh động thoái ý, như thế dây dưa tiếp, cuối cùng xui xẻo là chính hắn. Phốc phốc, đang lúc thánh thiên giáp thất thần thời khắc, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp mổ ra bộ ngực của hắn, số lớn máu tươi vẩy ra mà ra. Thánh thiên giáp đau nhè răng trợn mắt, mà đối diện Tiêu Phàm, lại là lấy tay một chiêu, lại đem những kia máu me cho thu thập lại. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lại thả nửa thùng, hẳn là như vậy đủ rồi. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt cái kia một đoàn thần huyết, khẽ mỉm cười nói. Thánh thiên giáp nghe vậy, không khỏi dùng mình một cái, hắn làm sao vẫn không rõ, cái này nhân tộc cùng mình chiến đấu, cũng không phải là muốn giết mình, mà là phải thả hắn huyết. Chính là bởi vì như vậy, thánh thiên giáp mới có thể càng thêm phẫn nộ, giết người bất quá đầu chạm đất. Cái này nhân tộc lại đang nhục nhã hắn. Nếu để cho mặt khác long tộc biết rõ, bản thân đường đường thánh giáp ma long tộc truyền thừa,
lại bị nhân sinh sinh lấy máu, hắn tuyệt đối sẽ trở thành thánh giáp ma long tộc sỉ nhục. Thậm chí, thánh giáp ma long tộc đều sẽ trở thành long tộc chê cười, về sau lại cũng không ngẩng đầu lên được. Ngang giống nhân tộc, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thánh thiên giáp ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Phàm chiến đấu, đuôi rồng bãi xuống, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Nhìn thấy thánh thiên giáp vậy mà nhấc chân chạy, Tiêu Phàm trên mặt lập tức hiện lên vẻ khó chịu, vội vàng bóp tay đánh ra một đạo thủ quyết. Lục ma ấn, hư không ba đạo ma ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở thánh thiên giáp trước người, ngăn cản đường đi của hắn, uy thế kinh khủng ngút trời mà phía dưới. Thánh thiên giáp nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục trong tay ma long thần giác, ba đạo kia ma ảnh ầm vang nổ tung, hóa thành vô số ma khí tại hư không quay cuồng. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, nâng lên tu la kiếm hung hăng chảm xuống. Không có bất kỳ cái gì mánh khóe, lại lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức bén nhọn, bá đạo vô cùng. A, thánh thiên giáp ngửa mặt lên trời gào thét, giống như bị điên. Chỉ thấy hắn đuôi rồng vị trí, máu tươi cuồng phún, đuôi rồng càng là thoát ly thân thể của hắn. Nơi xa, Tiêu Phàm một tay nắm lấy thánh thiên giáp đuôi rồng, một cái tay khác nhanh chóng thu thập tung tóe thần huyết. Ta chỉ là thả ngươi một điểm huyết mà thôi, là ngươi bản thân không phối hợp, cái này mới trở thành một đầu không có cái đuôi bò sát nhỏ. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hề lạc đạo. Thánh thiên giáp nghĩ ý giết người đều có, cái này nhân tộc rất đáng hận. Chém dụng cái đuôi của mình, lại còn muốn như thế chế nhạo hắn, việc này nếu là truyền đi, hắn thánh thiên giáp trên mặt nơi nào còn có mặt mũi có thể tồn. Hiện tại, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, có thể Tiêu Phàm thực lực hoàn toàn không kém gì hắn, cái này khiến hắn không có biện pháp. Thánh thiên giáp nơi nào còn dám bận tâm trên đuôi thương thế, trong nháy mắt liền không thấy tung tích. Tiêu Phàm không có truy sát, mà là lấy ra hai đoàn kia thần huyết liền bắt đầu luyện hóa, lấy vô tận chiến huyết đặc tính, chỉ cần dung luyện huyết đế long cùng thánh giáp ma long huyết dịch, về sau gặp gỡ đế cấp huyết mạch long tộc, hắn cũng sẽ không bị áp chế. Đang thi triển nghịch loạn chi đồng điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm vẻn vẹn mất thời gian uống cạn chung trà, liền luyện hóa hai loại thần huyết. Nhưng mà, vô tận chiến huyết dung luyện thần huyết chủng loại, lại chỉ tăng lên một loại, cái này khiến Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ. Ai bảo hắn trước kia luyện hóa huyết thần long thần huyết đây? Huyết đế huyết mạch của rồng lực lượng mặc dù so sánh lại huyết thần long cao quý, có thể hai loại thần huyết, vẫn là cùng một loại huyết mạch. Đây cũng là vô tận chiến huyết muốn dung luyện vạn loại thần huyết chật vật một phương diện, bởi vì không phải lấy được một vạn loại thần huyết là được rồi, mà là cần khác biệt chủng tộc thần huyết. Tiểu tử, vừa vặn, cái này bốn cái long chảo vừa mới nướng chín. Nhìn thấy Tiêu Phàm mở hai mắt ra, Bạch Ma chính nắm lấy một cái nướng chín long chảo ăn 10 điểm hăng hái. Ngọc Kỳ Tử bắt đầu còn không thể đi xuống cửa, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Bạch Ma ăn miệng đầy chảy mỡ lúc, hắn cũng ác quyết tâm, bắt đầu ăn. Dù sao không phải cùng một chủng tộc, ăn cũng liền ăn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác tội lỗi. Thuận tiện đem con rồng này vĩ cũng nướng một lần, Tiêu Phàm ném qua đi thánh thiên giáp cái đuôi, nắm lên một cái long chảo bắt đầu gặm lên. Thịt rồng tươi non ngon miệng, vừa mới ăn vào trong miệng, liền biến thành cuồn cuộn năng lượng tràn vào tứ chi bách hài, một cỗ ấm áp khuếch tán toàn thân, để cho người ta có loại thân thể thư thái cảm giác. Thịt rồng quả nhiên mỹ vị, Tiêu Phàm không khỏi cảm thán nói, khó trách người đời đều nói thịt rồng ăn ngon, quả thật làm cho người lưu luyến không thôi. Yên tâm, cái này long tộc thí luyện cổ lộ, người còn lo lắng không có thịt rồng ăn không? Bạch Ma nhếch miệng cười một tiếng. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Cái kia cũng vậy, Tiêu Phàm hiểu ý cười một tiếng, bất quá trong lòng nhưng có chút ngưng trọng. Vừa mới cùng Thánh Thiên Giáp một trận chiến, Tiêu Phàm cũng đại khái cảm nhận được long tộc cường đại, Thánh Thiên Giáp chỉ là thánh long tộc truyền nhân mà thôi, có thể thực lực lại là không kém gì hắn bao nhiêu. Tuy nói Tiêu Phàm không muốn giết hắn, nhưng nếu thật sự động thủ, muốn ở không trả giá thật lớn điều kiện tiên quyết giết chết Thánh Thiên Giáp, vẫn tương đối khó. Mà thánh thiên giáp ở long tộc địa vị và thực lực, đoán chừng cũng thì tương đương với cung tử long. Ở nhân tộc, có thể áp chế cung tử long người một nắm lớn, có thể nghĩ, long tộc thực lực ở trên thánh thiên giáp, khẳng định cũng không phải số ít. Nói đến cung tử long,
Tiêu Phàm lại là quên đem cung tử long còn cho cung gia, mà cung gia cũng không có cẳng hắn đòi ý tứ, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Cung tử long thực lực cũng không yếu, quay đầu khôi phục hắn tu vi, chậm rãi thu phục hắn, có lẽ tương lai cũng có chút tác dụng. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đem long chảo cùng đuôi rồng ăn xong, Tiêu Phàm ba cái mới hài lòng đứng lên, ở cái này tinh thần thế giới tìm nửa ngày, lại là không thu hoạch được gì. Đi thôi, những thứ kia, đoán chừng sớm đã bị Thánh Thiên Giáp vơ vét một lần. Tiêu Phàm lơ đễnh nói. Hắn trong lòng lại là tính toán, mới đến, bản thân phải nghĩ biện pháp làm một tấm long phượng tộc thí luyện cổ địa tinh thần bản đồ phân bố mới được. Dù sao, long phượng tộc thí luyện cổ lộ, có thể so sánh nhân tộc thí luyện cổ lộ còn mênh mông hơn rất nhiều, nếu là không mục đích gì hành tẩu, vậy khẳng định muốn lãng phí không ít thời gian. Tiêu Phàm lấy ra thần chu, ngay sau đó tìm được một ngôi sao, liền hướng lấy trong hư vô lao đi. Chói mắt liền nửa tháng trôi qua thời gian, để Tiêu Phàm bọn họ buồn bực là, ở nơi này cuồn cuộn trong hư vô, lại là một đầu sinh linh cũng không phát hiện. Tiêu Phàm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Bản đế muốn lãng phí rất nhiều cơ duyên. Bạch Ma tùy tiện nói, nửa tháng buồn tẻ, đã để hắn có chút vội vã không nhịn nổi. Chớ nóng vội, ta bấm ngón tay tính toán, phía trước chẳng mấy chốc sẽ có chuyện thú vị phát sinh. Tiêu Phàm ngược lại là không nhanh không chậm, chỉ về đằng trước nói. Oanh, vừa dứt lời, trời sao vô ngần chỗ sâu liền truyền đến kinh khủng tiếng oanh minh, Bạch Ma đột nhiên đứng dậy, ngắm nhìn về phía chân trời. Lại là nhìn thấy một cái điểm sáng màu trắng trong bóng đêm nổ tung. Quang mang càng lúc càng lớn, mấy tức về sau liền biến thành một mảnh tinh vân, lờ mờ có thể nhìn thấy, có tốt mấy bóng người đang ở trong hư vô nhanh chóng va chạm. Tiểu tử, ngươi là làm sao phát hiện? Bạch Ma lập tức hứng thú. Là linh giác của ngươi quá yếu. Tiêu Phàm bĩu môi, vừa rồi hắn phát hiện trong hư vô bạo hưởng, cố ý lưu ý một lần, để thần chu cải biến phương hướng một chút. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên là có người trong hư không chiến đấu, khí tức kia, càng là hết sức đáng sợ. Thần chu tiếp tục tiến lên, cảnh sắc phía xa càng ngày càng gần, Tiêu Phàm cũng rốt cục nhìn rõ ràng những thân ảnh kia, dĩ nhiên là từng đầu sắc thái rực rỡ, tiên diễm đoạt người Phượng Hoàng. Vừa mới gặp gỡ long tộc chiến đấu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được Phượng tộc chiến đấu, cái này khiến Tiêu Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ quái dị. Làm sao ta đi tới chỗ nào, đều sẽ đụng tới sự tình đây? Tiêu Phàm không khỏi cổ quái nói. Bọn họ xuất hiện thời khắc, xa xa những cái kia phượng tộc hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, chỉ bất quá vẻn vẹn hơi lườm bọn hắn, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Tiêu Phàm không khỏi sờ lỗ mũi một cái, âm thầm cười khổ nói, lại bị người không để ý đến. Bị người không để ý đến không tốt sao? Bạch Ma không khỏi trợn trắng mắt, đám này phượng tộc. Ít thì có 40-50 đầu, nếu là toàn bộ nhào lên, chúng ta ở đâu là đối thủ? Tiêu Phàm ngược lại là nhận đồng gật đầu một cái, đã không hề rời đi, cũng không có đi lên ý tứ, chính là một bộ xem kịch vui, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Lúc này, phượng tộc ở giữa chiến đấu vừa mới dừng lại, trong đó một đầu toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm Phượng Hoàng căm tức nhìn đối diện một đám phượng tộc. Khinh thường nói cái kia Lăng Phong chẳng qua là nhân tộc nghiệt chủng mà thôi, chẳng lẽ bản đế nói sai rồi sao? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ, thật giống như bị một đạo kinh lôi kinh hãi đồng dạng, cả người trong nháy mắt lâm vào trạng thái đờ đẫn. Tiểu tử, người thế nào? Nhìn thấy Tiêu Phàm kinh dị bộ dáng, Bạch Ma hơi có chút kinh ngạc, hắn nhưng là rất ít gặp đến Tiêu Phàm thất thố như vậy. Không có gì, Tiêu Phàm khoát tay áo, tỉnh táo lại. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía xa xa phượng tộc. Hắn trong lòng lại là thật lâu không thể bình tĩnh, những năm gần đây, Tiêu Phàm cũng một mực thử qua tìm kiếm Lăng Phong, nhưng lại bạt vô âm tín. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai Lăng Phong sớm đã bị mang rời khỏi nhân tộc 3000 vực, cái kia mang đi Lăng Phong phượng cửu, trong miệng cái gọi là huyết phượng đế vực, bên trong cũng ở Long phượng tộc địa hạt. Nghe được những cái kia phượng tộc nghị luận, Tiêu Phàm trong lòng cũng thở dài một hơi, chí ít Lăng Phong bây giờ còn sống sót. Hừ, ta huyết phượng tộc thiếu chủ, chuyện gì đến phiên các ngươi viêm phượng tộc đến khoa tay múa chân. Lại một đạo thanh thúy quát chói tai vang lên, nói chuyện là một đầu toàn thân hiện lên huyết sắc Phượng Hoàng, trên người huyết sắc lông vũ, giống như máu tươi đổ vào một dạng.
Cảm nhận được đầu này huyết phượng khí tức trên thân, Tiêu Phàm nhíu mày, cái này huyết phượng huyết mạch chi lực, cùng cái kia phượng cửu có chút tương tự. Không cần nghĩ cũng biết, cái này huyết phượng hẳn là huyết phượng đế vực. Chỉ là Tiêu Phàm kinh ngạc là, Lăng Phong vậy mà trở thành huyết phượng tộc thiếu chủ, hơn nữa còn có nhiều như vậy cấp dưới bảo vệ cho hắn. Chúng ta khoa tay múa chân, là nghiệt chủng kia vinh hạnh. Mất mặt túi kia bọc lấy hỏa diễm phượng hoàng cười lạnh không thôi, lần trước Lăng Phong đoạt tà ngục thần phượng tộc tổ tước cành khô, hôm nay, phải dùng mạng của các ngươi đến thu hồi một điểm lợi tức. Vừa mới nói xong, hỏa diễm phượng hoàng lập tức thét dài một tiếng, lần nữa hướng về đối diện huyết phượng hoàng đánh giết đi. Hai phe phượng tộc số lượng đều không khác mấy, hơn nữa thực lực cũng không kém nhiều, chém giết hung mãnh vô hạn, cực kỳ khủng bố. Huyết phượng tộc sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang, trầm giọng quát, xuất thủ. Xuất thủ, Bạch Ma nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, nói chúng ta giúp ai? Diệt Viêm phượng tộc, Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, liền biến thành một vệt sáng bắn tung ra. Tất nhiên Lăng Phong là huyết phượng tộc thiếu chủ, hắn tự nhiên không có khả năng giúp Viêm phượng tộc, hắn còn muốn từ huyết phượng tộc trong miệng biết được Lăng Phong tung tích đây. Ai? Tiêu Phàm trên người khủng bố khí tức, trong nháy mắt kinh động đến một đám phượng tộc tu sĩ, rất nhiều phượng tộc chiến đấu bỗng ngưng một cái. Tiêu Phàm thấy thế, thân hình ngưng một cái, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, những cái này phượng tộc mới vừa rồi còn đánh sống đánh chết, thật không nghĩ đến bản thân vừa xuất hiện, bọn họ tựu đình chỉ chiến đấu. Lãng Thiên nói Long phượng tộc 10 điểm bài ngoại, cái này ngược lại thật, hơn nữa ở đối mặt chủng tộc khác tu sĩ lúc, có thể lập tức đứng ở trên một chiến tuyến, cái này đã 10 điểm khó được. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm cũng không thể xuất thủ, dù sao, nếu là động thủ, địch nhân của bọn hắn nhưng chính là tất cả phượng tộc. Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử đi tới Tiêu Phàm sau lưng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Nhân tộc, Kỳ Lân tộc, cầm đầu Viêm phượng tộc tu sĩ lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm bọn họ, chúng ta chưa từng đối với các ngươi động thủ. Các ngươi lại còn dám đối với chúng ta xuất thủ. Thanh âm của hắn rất lạnh, trong giọng nói càng là lộ ra vẻ khinh thường, cái kia con ngươi giống như nhìn người chết một dạng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm không có phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía cầm đầu huyết phượng tộc tu sĩ, trầm giọng nói các ngươi mới vừa nói Lăng Phong, hắn ở đâu? Ta huyết phượng tộc thiếu chủ, liên quan gì đến ngươi? Huyết phượng tộc tu sĩ sát khí nặng nề. Hiển nhiên không quá nguyện ý cùng Tiêu Phàm có quá nhiều liên quan. Lăng Phong làm một cái nhân tộc, trở thành bọn họ huyết phượng tộc thiếu chủ, cái này đã để huyết phượng tộc trở thành phượng tộc sỉ nhục, nhưng bọn hắn nhưng lại không thể không giữ gìn. Hắn là ta đại ca, làm sao không liên quan chuyện ta? Tiêu Phàm ngữ khí cũng lạnh xuống. Ha ha, có ý tứ, nghiệt chủng kia huynh đệ vậy mà đã tìm tới cửa, Phượng Ngọc Lung, về sau các ngươi huyết phượng tộc nhưng chính là nhân tộc. Viêm phượng tộc tu sĩ không chút kiêng kỵ nở nụ cười, ý chào phúng lộ rõ trên mặt. Im miệng, Tiêu Phàm thét mắng một tiếng, con người đen nhánh kia hiện ra u quang, chỉ cần viêm phượng tộc tu sĩ kia còn dám nói một chữ, sẽ phải mệnh của hắn. Viêm phượng tộc cầm đầu tu sĩ bị Tiêu Phàm sát khí trên người dọa cho phát sợ, bất quá, hắn há lại sẽ bị một nhân tộc tu sĩ hét lại đây. Nhân tộc, người cũng đừng quên, nơi này là Long phượng tộc thí luyện cổ lộ. Là Long ngươi cũng phải cuộn lại. Chỉ là, Viêm phượng tộc cầm đầu tu sĩ kia còn chưa mở miệng, bên cạnh một đầu lửa phượng liền khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Hồng hộc, lời còn chưa dứt, một đạo huyết sắc kiếm hồng tại hư không nở rộ, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từ ở đây tất cả tu sĩ trong con ngươi lướt qua. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia khinh thường Tiêu Phàm Viêm phượng tộc tu sĩ, trực tiếp bị một kiếm kia từ mi tâm chém xuống, đem hắn chia làm hai đoạn. Xuất thủ quyết đoán, tấn mãnh. Mặt khác phượng tộc thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, cái kia viêm phượng tộc tu sĩ dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ A, lại bị một nhân tộc tu sĩ một kiếm chém giết. Cầm đầu viêm phượng tộc tu sĩ trong lòng bỗng nhiên nhảy lên, nếu như vừa mới mở miệng là hắn, chẳng phải là chết chính là hắn. Giờ khắc này, ở đây tất cả phượng tộc phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Tiêu Phàm, ai cũng không dám mở miệng khiêu khích. Trước mặt bọn hắn đầu kia bị chém thành hai khúc phượng tộc, liền là ví dụ rất tốt, ai còn dám xúc Tiêu Phàm rủi ro. Lăng Phong ở đâu? Tiêu Phàm cầm kiếm vác sau lưng, tựa như làm một kiếm chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Một màn này,
nhìn đám người càng thêm run lên, cái này cỡ nào lớn sát tính a? Thiếu chủ ở đâu, ta cũng không biết, cầm đầu huyết phượng tộc Phượng Ngọc Lung lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy kiêng dè. Phượng Ngọc Lung trong lúc nói chuyện, Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, Tiêu Phàm có thể nghe được nàng đang nói láo, nhưng hắn cũng biết, đối phương là vì bảo hộ Lăng Phong an nguy mà thôi. Nếu như hắn bức bách, có lẽ có thể lấy được Lăng Phong tin tức, nhưng mới rồi những người này như thế giữ gìn Lăng Phong, hắn cũng không tiện bức bách. Ai có Long Phượng tộc cổ lộ tinh đồ, đừng nói cho ta các ngươi đều không có. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Một đám Phượng tộc tu sĩ không dám cùng Tiêu Phàm đối mặt, vừa rồi một kiếm kia, đã chảm diệt sự kiêu ngạo của bọn họ. Nếu quả như thật chọc giận Tiêu Phàm, bọn họ những người này đoán chừng hơn phân nửa đều phải chết ở chỗ này. Ta có, lên tiếng trước nhất vẫn là huyết Phượng tộc Phượng Ngọc Lung, hai cánh chấn động, một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm phóng tới. Tiêu Phàm lấy tay một chảo, lại là một mai ngọc phù, linh hồn chi lực quét qua, lập tức Long Phượng tộc tinh đồ liền rõ ràng in vào trong đầu hắn. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu, có cái này tinh đồ, hắn muốn đi nơi nào liền thuận tiện rất nhiều. Làm sao, các ngươi còn chưa cút sao? Thật lâu, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lửa Phượng nhất tộc, cái này nhưng làm Viêm Phượng tộc tu sĩ dọa cho phát sợ. Nhân tộc tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Viêm Phượng tộc cầm đầu tu sĩ khẽ cắn môi, cuối cùng giang hai cánh ra, không cam lòng hướng về nơi xa bay đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, cũng không có tiếp tục xuất thủ, nếu là ngay trước huyết Phượng tộc người đồ sát Phượng tộc, đối với Lăng Phong thanh danh đoán chừng cũng không thế nào tốt. Cáo từ, lúc này, nhìn thấy Viêm Phượng tộc hoàn toàn biến mất, Tiêu Phàm lúc này mới mang theo Bạch Ma bọn họ rời đi. Sau nửa ngày, Ngọc Kỳ Tử mới từ mới vừa trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vẻ mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm. Phải biết, Long Phượng tộc đều là có tiếng cao ngạo a, xưa nay sẽ không đem chủng tộc khác để ở trong mắt, nhưng hôm nay, Tiêu Phàm liên sát Long tộc cùng Phượng tộc, y nguyên bình yên vô sự rời đi. Nhất là những cái kia Phượng tộc, ở Tiêu Phàm hung uy phía dưới, càng là liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Công tử, hiện tại chúng ta đi đâu? Ngọc Kỳ Tử phía trước lo lắng diệt hết, dù là lần nữa gặp gỡ Long Phượng tộc, hắn cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Nói đến cùng, Long Phượng tộc đều cũng là có linh trí sinh mệnh, đều có sợ chết thời điểm, miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, quản ngươi là Long là Phượng. Ta cũng không biết, Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù chiếm được tinh đồ, nhưng hắn đối tinh đồ bên trong tinh thần thế giới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể dựa theo ban đầu ở nhân tộc thí luyện cổ lộ biện pháp, tìm kiếm những cái kia sáng nhất tinh thần thế giới, nơi đó sinh linh hẳn là càng nhiều, cũng có thể có được nhiều tin tức hơn. Tiêu Phàm, người có phải hay không muốn tìm người a? Theo ta thấy, còn không bằng đi theo cái kia huyết Phượng tộc. Bạch Ma ở một bên nhắc nhở. Tiêu Phàm tay phải sờ soạng một cái, trầm ngâm lúc này, vẫn lắc đầu một cái, được rồi, đi theo đám bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm được. Những cái này huyết Phượng tộc rõ ràng là biết rõ Lăng Phong tin tức, nhưng bọn hắn tất nhiên không nói với chính mình, vậy khẳng định cũng sẽ đề phòng bản thân, nói không chừng đem hắn hướng phương hướng ngược nhau mang đây. Nếu như phát hiện mình một chuyến trong bóng tối theo dõi bọn hắn, có lẽ sẽ còn phát sinh phân tranh. Huống chi, Tiêu Phàm cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian. Lăng Phong nhiều năm như vậy đều bình an vô sự, trong thời gian ngắn khẳng định cũng sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm tự nhiên yên tâm, không cần không kịp chờ đợi tìm tới hắn. Tối đa cũng liền chờ 20 năm, đến lúc đó vạn tộc đổ vực chi chiến bắt đầu, tất cả mọi người tụ họp tụ địa phương, đến lúc đó tụ tập cơ hội vẫn rất lớn. Tiêu Phàm nói như vậy, Bạch Ma tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì, từ Tiêu Phàm một bộ linh hồn phân thân khống chế thần chu, Tiêu Phàm bản tôn, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử liền tiến vào trong tu luyện. Thời gian chậm rãi xói mòn, 3 tháng về sau, thần chu lúc này mới dừng lại, Tiêu Phàm 3 cái đi ra khoang thuyền, nhìn phía dưới mênh mông tinh thần thế giới, trong lòng hơi hơi ngưng tụ. Đây là địa phương nào, ta làm sao có loại cảm giác nguy hiểm? Bạch Ma lông mày hơi nhíu. Nơi này hẳn là Long Phượng tộc cổ lộ trên mấy chỗ hiểm địa một trong. Tiêu Phàm giải thích nói, về phần tên gọi là gì, Tiêu Phàm bản thân cũng không biết. Còn tốt chỉ là hiểm địa, không phải tuyệt địa.
Bạch Ma lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, dẫn đầu hướng về tinh thần thế giới bên trong phóng đi. Gia hỏa này nghẹn thời gian mấy tháng, mau đưa hắn biệt xuất bệnh đến. Ngọc Kỳ Tử thân thể lóe lên, biến thành một đầu hơn một trượng Ngọc Kỳ Lân, Tiêu Phàm ngược lại là không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên lưng của hắn. Ngọc Kỳ Tử đạp chân xuống, một đầu hướng về tinh thần thế giới bên trong cắm xuống, nhưng mà, Bạch Ma lại là không thấy bóng dáng. Gia hỏa này ngược lại là chạy nhanh, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng, nghĩ đến Bạch Ma thực lực, hắn cũng hơi yên tâm một chút, cái này long tộc hiểm địa, cũng chưa chắc có thể muốn Bạch Ma mệnh. Tiểu tử, chạy mau, lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm dồn dập, lại là Bạch Ma đi mà quay lại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tiêu Phàm không biết vì sao, Bạch Ma cũng liền biến mất thời gian mấy hơi thở mà thôi, hẳn là không đắc tội người nào a. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm lại là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy Bạch Ma sau lưng, một mảnh hắc sắc mây đen gào thét mà tới, nhìn kỹ, đó lại là rậm rạp chẳng chịt côn trùng. Côn trùng, Tiêu Phàm kinh hãi, nơi này không phải Long Phượng tộc thí luyện cổ địa sao, tại sao có thể có côn trùng? Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ, quay người liền theo Bạch Ma hướng về chân trời bỏ chạy, hậu phương côn trùng theo đuổi không bỏ, một khi bị đuổi kịp, đoán chừng sẽ bị gặm ngay cả cặn đều không còn. Sau nửa ngày, bọn họ lúc này mới thoát khỏi những côn trùng kia truy sát, vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía dưới tinh thần thế giới. Đó là phệ long trùng, Ngọc Kỳ Tử một bộ chết rồi quãng đời còn lại bộ dáng, thân thể đều đang khẽ run lấy, dư quang không khỏi liếc hậu phương côn trùng một cái. Chính là phệ long trùng, cái kia ma trùng tộc đây là cùng Long Phượng tộc có thù a. Lại đem phệ long trùng ném vào đầu này cổ lộ. Bạch Ma 10 điểm bình tĩnh nói, tức giận gắt một cái. Ngươi vừa rồi làm cái gì, những cái này phệ long trùng sẽ truy sát ngươi. Tiêu Phàm vẫn còn tính bình tĩnh, mắt thấy Bạch Ma nói. Bạch Ma lộ ra vô tội thần sắc, nói ta đây không phải quá kích động nha, trên không trung biểu một bãi nước tiểu. Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, thiếu chút nữa thì nhìn không được một tát chết hắn. Ngươi nhà dù sao cũng là đại đế cảnh tốt ha, lại còn làm bậc này không biết xấu hổ không hổ thẹn sự tình. Ngọc Kỳ Tử cũng bị Bạch Ma phóng đãng không bị trói buộc đánh bại, vẻ mặt phục tùng nhìn xem hắn. Không đúng sao, liền xem như một bãi nước tiểu, cũng không khả năng để phệ long trùng như thế sao động. Tiêu Phàm lông mày hơi hơi vặn một cái nói. Bạch Ma cũng rơi vào trong trầm tư, lúc này, hắn đột nhiên cả kinh kêu lên, đúng rồi. Ta giống như thấy được một tòa thật to Bạch Ngọc quảng trường. Bạch Ngọc, Tiêu Phàm nhíu mày. Lúc ấy ta chạy tương đối nhanh, không có thấy rõ ràng, nhìn thấy những cái này phệ long trùng truy bản đế trực tiếp một móng vuốt đập xuống, hủy diệt số lớn Bạch Ngọc. Bạch Ma suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, phệ long trùng chi cho nên truy ngươi, cũng là bởi vì ngươi hủy đi Bạch Ngọc cử động. Tiêu Phàm thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, luôn cảm giác bắt được cái gì. Lại không phải đặc biệt rõ ràng. Các ngươi nói, cái kia Bạch Ngọc là cái gì đây? Ngọc Kỳ Tử hồ nghi nói. Là cái gì, lại đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Phàm lơ đễnh nhún nhún vai, Bạch Ma, qua phía dưới ngươi dẫn đường, chúng ta đi theo ngươi. Tiểu tử, đừng đùa hỏa, cái này phệ long trùng quá kinh khủng, cũng không phải đùa giỡn. Bạch Ma vội vàng nói, tùy tiện những cái này phệ long trùng ở trong này làm cái gì? Cũng không liên quan gì đến chúng ta a. Nói thì nói như thế, Tiêu Phàm tán đồng gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển nói, nhưng là, tất nhiên gặp được, không đi kiếm rõ ràng, trong lòng ta liền không thoải mái. Bạch Ma 10 điểm im lặng, thầm nghĩ trong lòng, coi như ngươi hiếu kỳ, cũng không thể dùng mệnh đem làm trò đùa a. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm quyết định sự tình, là sẽ không cải biến. Ba người chờ đợi 2 canh giờ. Lúc này mới dọc theo đường cũ trở về, trên đường đi cũng không nhìn thấy cái gì phệ long trùng. Bất quá, khi bọn hắn tới gần trước đó tiến vào tinh thần thế giới địa phương lúc, lại là nhìn thấy hư không nổi lơ lửng từng con tướng mạo quái dị tiểu trùng. Là phệ long trùng, Bạch Ma làm ra thủ hiệu chớ có lên tiếng, hắn và Ngọc Kỳ Tử đều biến thành một thước lớn nhỏ, mà Tiêu Phàm quanh thân thì là phủ đầy thần văn. Bọn họ đề phòng rõ ràng tăng cường, xem ra. Lần này bên cạnh khẳng định có quỷ. Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Kỳ thật, hắn đối cái kia cái gọi là Bạch Ngọc đã có một chút phỏng đoán,
chẳng qua là cần phải đi chứng thực mà thôi, hắn luôn cảm giác, trong này có một cái âm mưu to lớn. Cẩn thận một chút, vòng qua bọn họ, Bạch Ma gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng đúng Phệ Long Trùng hứng thú. Tiêu Phàm ba người cẩn thận tới cực điểm, trước từ địa phương khác tiến vào tinh thần thế giới bên trong, mặc dù sát mặt đất tiến lên, chậm rãi tới gần Bạch Ngọc vị trí. Nhưng mà, ba người đi dạo thật lâu, cũng không tới mục đích, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút bồn chồn lên. Không đúng, cái kia Bạch Ngọc quảng trường rõ ràng liền ở phụ cận đây, làm sao không tìm được đây? Bạch Ma cũng 10 điểm buồn bực. Xem như đại đế cảnh cường giả, há lại sẽ đem phương hướng nhận lầm. Thế nhưng là, cái kia Bạch Ngọc lại là thực không thấy, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dừng lại, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ở một gốc cổ thụ bên trên ngừng lại, ngay sau đó hai mắt nhắm lại lẳng lặng cảm thụ được linh khí bốn phía chấn động. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm lần thứ hai mở hai mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, lại có trận pháp chấn động, xem ra, cái này ma trùng tộc so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn rất nhiều a. Ma trùng tộc, ở Tiêu Phàm trong ấn tượng, thuần túy là lấy số lượng xưng, nhưng hôm nay cái này ma trùng tộc, vậy mà cũng biết trận pháp, điều này không khỏi làm cho Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Cái này rất có một loại dấu đầu lòi đuôi ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm, hắn càng ngày càng hiếu kỳ, chỗ này tinh thần thế giới, đến cùng tồn tại như thế nào bí mật. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm hai mắt đã xảy ra kỳ lạ biến hóa, biến thành huyết hồng sắc. Nghịch loạn chi đồng, mở ra, bỗng dưng, Tiêu Phàm con người bên trong thế giới phát sinh biến hóa, trong không khí lưu động một loại năng lượng kỳ lạ chấn động, loại năng lượng này chấn động cho người ta một loại u sâm cảm giác. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, một sợi này sợi năng lượng ba động, vậy mà xông vào trong cơ thể của bọn họ. Đây là linh hồn khói độc, Tiêu Phàm sầm mặt lại, kém chút kinh hãi kêu lên, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, các ngươi hai cái trước đi vào ta thể nội thế giới. Hai người nhìn thấy Tiêu Phàm sắc mặt, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, cuối cùng gật đầu một cái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử liền bị hắn đưa vào thể nội thế giới, về phần hắn bản thân, lại là có thể không nhìn những linh hồn này khói độc. Dù sao, hắn linh hồn bây giờ thế nhưng là có được miễn dịch năng lực, cho dù là có thể hạ độc được thánh đế cảnh linh hồn của cường giả khói độc, cũng căn bản không làm gì được nó. Tiêu Phàm thận trọng tiến lên, hắn càng ngày càng cảm thấy nơi đây không đơn giản. Nhưng hắn kinh ngạc là, những cái này trong cổ lâm, cũng tùy thời đều có Phệ Long Trùng tuần tra, cũng may Tiêu Phàm là thần điêu sư, có thể dùng hư không thần văn ẩn tàng khí tức trên thân. Nhất là trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch lực lượng, đó là tuyệt đối không dám tiết lộ tí nào. Phệ Long Trùng sở dĩ xưng là long tộc khắc tinh, là bởi vì Phệ Long Trùng có thể tùy tiện cảm nhận được long tộc huyết mạch chi lực, hơn nữa long tộc thủ đoạn rất khó trọng thương bọn họ. Truyền văn, năm đó long phượng tộc cùng ma trùng tộc đại chiến, long phượng tộc thì có vô số tu sĩ chết ở Phệ Long Trùng thôn phệ phía dưới, cuối cùng long tộc đều không thể không thỏa hiệp. Có thể nói, Phệ Long Trùng chính là ma trùng tộc đòn sát thủ. Đương nhiên, ma trùng tộc sở dĩ ở trong thái cổ thần giới vẻn vẹn xếp hạng đệ tứ, cũng là bởi vì Phệ Long Trùng vẻn vẹn đối long tộc có tác dụng khắc chế. Mà đối phượng tộc, hoặc là trùng tộc khác, lại giống như thông thường ma trùng tộc không có hai dạng. Nhất là đối tiên linh tộc cùng âm linh tộc hai đại trùng tộc, ma trùng tộc đại bộ phận trùng tộc đều không làm gì được, đây cũng là ma trùng tộc khuất cư vị thứ tư nguyên nhân. Nói thì nói như thế, nhưng là ai cũng không dám khinh thường ma trùng tộc, bởi vì ma trùng tộc có một loại sức mạnh khủng bố nhất, cái kia liền là có thể vô hạn tiến hóa. Loại năng lực này, để ma trùng tộc có được vô hạn khả năng, cũng chính là bởi vì như vậy, ma trùng tộc cuối cùng mới có thể bị trùng tộc khác áp chế. Nhưng là, trùng tộc khác cũng không dám đem ma trùng tộc bức điên, bởi vì cái này trùng tộc, dù là chỉ còn lại có một cái, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm bước chân bắt đầu thả chậm, ở hắn phía trước, truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động, tựa như mạnh mẽ đanh thép nhịp tim một dạng. Thùng thùng thanh âm kia, 10 điểm có tiết tấu, ở Tiêu Phàm bên tai đập. Tiểu tử, nơi này có ta long tộc khí tức, lúc này, Tiêu Phàm trong đầu lại truyền tới Tử Như Huyết thanh âm. Nơi này cũng là Phệ Long Trùng, từ đâu tới ngươi long tộc? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường.
có thể vừa dứt lời, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên một lần, kinh ngạc nói chẳng lẽ. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong đầu nghĩ tới một loại khả năng, nếu quả thật như Tử Như Huyết nói tới, nơi này có long tộc mà nói, vậy cái này long tộc chẳng phải là phệ long trùng khẩu phần lương thực. Dù sao, nhiều như vậy phệ long trùng, đừng nói đại đế cảnh, chính là thánh đế cảnh long tộc, cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Cảm giác của ta không có sai. Tử Như Huyết hết sức bình tĩnh nói, người nói nơi này còn có phệ long trùng, có long tộc địa phương, tại sao có thể có phệ long trùng? Đúng vậy a, có long tộc địa phương, tại sao có thể có phệ long trùng? Tiêu Phàm cũng đang suy nghĩ lấy vấn đề này, trăm mối vẫn không có cách giải. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới trầm ngâm nói, hy vọng ta đoán sai, nếu quả thật như ta nghĩ như vậy, cái kia đây tuyệt đối là ma trùng tộc đối long tộc âm mưu, bọn họ khả năng ở trong này dùng long tộc huyết nhục chăn nuôi phệ long trùng. Khả năng này rất lớn, chỉ ít chiếu tình huống dưới mắt đến xem, nơi này thực có thể là phệ long trùng một cái xảo huyệt. Chỉ là, cái này phệ long trùng cất ở đây bên trong nhiều năm như vậy, long tộc cùng phượng tộc làm sao đều không có phát hiện đây. Nơi này hẳn là một chỗ hiểm địa không sai, bình thường hẳn là cũng có rất ít long phượng tộc đến, dù là long phượng tộc đến, những cái kia phệ long trùng cách xa nhau vô số xa liền có thể cảm ứng được, tùy thời đều có thể giấu đi, long phượng tộc muốn phát hiện bọn họ rất khó. Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng rơi vào trầm tư. Dừng một chút, vừa muốn nói, mà ta, Bạch Ma cùng Ngọc Kỳ Tử không thuộc về long tộc, những cái kia tuần tra phệ long trùng đối với chúng ta cảm ứng không có đối long tộc như vậy linh mẫn. Cho nên, làm Bạch Ma xông vào bọn họ xào huyệt thời điểm, bọn họ phát hiện đã chậm, đã như vậy, Bạch Ma nhìn thấy cái kia Bạch Ngọc thì là cái gì chứ? Tiểu tử, ngươi nói là sự thật, nghe được lời nói của Tiêu Phàm. Một mực lười biếng Tử Như Huyết bỗng đứng dậy, sắc mặt đều trở nên hết sức nghiêm túc lên. Ta cũng chỉ là phỏng đoán, không thể hoàn toàn xác định. Tiêu Phàm lắc đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng khả năng này rất lớn, chỉ ít có tám thành có thể là thực. Về phần Bạch Ma thấy cái kia Bạch Ngọc, có thể là từ Ngọc Thạch tạo thành truyền tống trận, ma trùng tộc ở Long Phượng tộc thí luyện cổ địa bồi dưỡng phệ Long Trùng. Đúng rồi. Lần trước ở nhân tộc thí luyện cổ lộ cửu u cốc gặp cái kia phệ hồn huyết tuyến trùng, có vẻ như cũng là ma trùng tộc một loại a. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc ấy hắn còn hoài nghi những thứ kia là ai cố ý nuôi dưỡng những cái này phệ hồn huyết tuyến trùng, chỉ là không tìm được chứng cứ mà thôi. Nhưng hiện tại đem hai chuyện liên hệ với nhau, Tiêu Phàm cũng cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Tất nhiên Long Phượng tộc cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ trên cũng có ma trùng tộc, vậy mặt khác thí luyện cổ lộ trên có phải hay không cũng có được ma trùng tộc đây? Nếu thật là dạng này, chuyện kia cũng có chút đáng sợ. Ma trùng tộc, chẳng lẽ muốn cùng thái cổ thần tộc vạn tộc là địch sao? Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một cái to gan ý nghĩ, liền chính hắn đều bị giật nảy mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.